Rồi, xin chào cả nhà, xin chào Ngọc Bích, chào Quỳnh Kim. Hung lạnh đi cô. Rồi, để chị lên hung lạnh cho Ngọc Bích. Ngọc Bích lấy size mấy Ngọc Bích đi? Bích lấy size mấy comment lên cho cô luôn đi. Rồi, vô đông đông nha cả nhà ơi, cả nhà. Dạ 19kg ạ. Rồi ok, 19kg. 19kg Ngọc Bích lấy size 7 nha Ngọc Bích. Mẫu gì lên mẫu nào có size 7 cho Bích chốt nha Ngọc Bích. Hôm nay mấy chị vô nhiều nhiều lên nha mấy chị. Đồ bên em có từ 8kg đến 60kg luôn nha mấy chế. 8kg tới 60kg luôn. Thun lạnh nè. Thun cô tông nha. Thun lạnh, thun cô tông, thun bô rít nha mấy chị. Có tai sát nách 3D, thun lạnh 3D có tai hoặc hình cũng có, thể thao cũng có nha mấy chị. Sát nách cũng vậy luôn. Sát nách hoặc hình cũng có mà thể thao cũng có luôn nha cả nhà. Đẹp lắm luôn. Rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi. Bên em là có cô tông, thun lạnh, cô rip nha mấy chị. Hàng cao cấp nha cả nhà ơi, thun lạnh là hàng cao cấp nha mấy chị, không phải hàng thường nha, cô tông cũng vậy luôn. Rất là đẹp luôn nha mấy chị, rất rất đẹp luôn. Rồi, hôm nay nha mấy chị chia sẻ cho cái livestream này của em vào năm hội nhóm với một lần về trang cá nhân nha mấy chị, là mấy chị chốt hàng giá sỉ nha. Giá sỉ dưới giá sỉ luôn. Mấy chị chia sẻ em 5 lần cái livestream này vào năm hội nhóm với một lần về trang cá nhân là 6 lần nha cả nhà. Là mấy chị chốt hàng giá sỉ cho em luôn. Có những mẫu em sale dưới giá sỉ luôn, em bán để lấy lại tương tác. Nên mấy chị vô tương tác với em nha. Rồi, vô tương tác với em nha mấy chị, vô đông đông đi mấy chị. Đang coi like lên chấm chấm em thấy đi nha cả nhà. Mấy chị nào đang xem like nè, lên chấm chấm cho em thấy đi rồi em lên đồ. Rồi xin chào nhóc lười Nguyễn. Có thun lạnh nha Quỳnh Kim ơi, có thun lạnh nè nha, cô tông với thun lạnh cương bô rít. Rồi lên nhiều nhiều đi mấy chị, lên nhiều nhiều đi rồi em lên đồ nha. Lên nhiều nhiều lên đi mấy chị. Ai đang xem like lên chấm cho em thấy đi nha. Chấm 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 lên em thấy là em lên đồ.
8 kg đến 60 kg luôn nha cả nhà mình. Hôm nay có đồ bé gái nữa nha mấy chị, có đồ bé gái luôn, có đầm nữa, đẹp lắm luôn. Mấy chị nào lấy cứ comment lên cho em. Ủa này. Rồi vô nhiều nhiều để em lên đồ nha mấy chị. Mấy chị vô chấm cho em thấy đi. Vô chị nào đang xem nè, cứ lên chấm 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 lên cho em thấy. Tập đấm này có không? Bích Phương, à, Phượng Bích đó, bộ số hả? Bộ số là bộ phía sau á. Bộ phía sau. Trời. Đây. Bộ số đẹp lắm luôn nha mấy chị. Rất là đẹp luôn, cái bộ này là cô tông cao cấp nha, hàng cô tông cao cấp từ 14 kg cho tới 25 kg, giá là một cho em đang bán là 155 nha mấy chị. Trên like chị nào chốt trên like 145 nha, 25 kg trở lên cho tới 35 kg là 165, còn 155 bộ này xịn sò lắm mấy chị. Giảm 10.000 trên like á, giảm cho mấy chị 10.000 trên like, chế nào lấy chốt màu cho em kèm số ký. Trời ơi, bộ này là mấy chị không có chê được cái điểm nào luôn. Đẹp lắm luôn, có 4 màu lận nha mấy chị, có vàng nữa nha. Có vàng nữa. Có bộ vàng nữa. Bộ này siêu đẹp hết trơn. Bộ này là siêu đỉnh luôn rồi mấy chị. Bộ này là siêu đỉnh luôn cả nhà ơi. 145 nha mấy chị, 145 155, size đại 155, em có 35 kg luôn á nha, Phương Bích có 35 kg luôn, 14 kg tới 35 kg. Rồi cả nhà mình lên nhiều nhiều lên đi rồi em lên đồ nha cả nhà. Rất là nhiều mẫu luôn nha mấy chị. Mấy chị tranh thủ vô like theo dõi. Tranh thủ vô like theo dõi, chốt trên like cho mấy chị. Giá cực rẻ luôn. Cả nhà mình cứ chia sẻ sẵn cho em cái live stream này vào năm hội nhóm với một lần về trang cá nhân nha mấy chị. Là mấy chị sẽ chốt hàng giá sỉ nha. Có những mẫu em sale dưới giá sỉ luôn. Mấy chị nhanh tay lên nha mấy chị, tranh thủ vô nhiều nhiều lên đi rồi em lên rất là nhiều mẫu luôn, rất là nhiều mẫu luôn cả nhà ơi. Thun lạnh thể thao đi cô, rồi ok để lên cho Ngọc Bích 19 kg. Thun lạnh thể thao em lấy có tay hay sắc mắt Bích? Mấy người 42. Bích lấy thể thao có tay hay sắc mắt cưng? Rồi bây giờ em lên từ từ nha cả nhà ơi. Đẹp lắm luôn. Rất là đẹp luôn. Rồi chế nào lấy mã thể thao này nhanh tay chốt cho em đọc sai nha mấy chị nha. 4567 còn 8 không một khó lắm. 4567 em xe cho mấy chị 55.000. 55.000 chế nào lấy 50 chốt. 50 luôn. Rồi 50.000 luôn. Mốt lấy trước đây nha. 50.000 luôn. Chị nào lấy chốt lẹ cho em luôn. Nhớ, không. Có khi 50 thì 55 đùm đùm hết trơn sao thì nhớ được.
Rất là Nó đẹp hình như luôn. nó lại 50.000 luôn gì đó. Rồi chị nào lấy chốt lẹ cho em luôn mã cam nha, Giảm mã thì cam. dễ lắm, tăng lên thì khó thôi. Rất là đẹp luôn. Rồi ai lấy, bây giờ em còn 4, 5, 6, 7, mã này có size 7 của Bích này nha. 50 luôn cho mấy chị. Đẹp xuất sắc luôn. Chị nào lấy chốt em mã cam Puma cam nè. Rồi mã cam em còn 4, 5, 6, 7 mấy chị ơi, mẫu thể thao thun lạnh nha. 4, 5, 6, 7 sale cho mấy chị 50 ngàn luôn. Size đại em còn size 10 với 12 mấy chị, 10 với 12 sale 60 luôn. Chế nào lấy chốt em mã cam nha, mã Puma cam kèm size. Trời ơi đẹp lắm mấy chị, chế yêu ơi. Rồi ai lấy nhanh tay lên là mấy chị ơi, nhí em còn 4, 5, 6, 7, 50 ngàn. 4, 5, 6, 7 em sale cho mấy chị 50 ngàn luôn. Size 10 với size 12 sale 60. Rồi chị nào lấy chốt em mã cam Mà nha. Rất là đẹp luôn. Đẹp lắm mấy chị ơi nha, mấy bộ này mấy chị không có chê được cái chỗ nào hết trơn. Cái hàng thun lạnh này nó đẹp lắm luôn. Rồi chào em Thanh Phạm. Đẹp lắm luôn nha mấy chế. Rồi qua mẫu nha mấy chị, 10 với 12 size đại sale 60. Nhí 4 5 6 7 sale 50. Rồi ai lấy chốt cam cho em nha cả nhà. Chị nào lấy chốt em mã cam. Trời ơi, đẹp lắm mấy cái bộ lắm mấy chị, em có chơi được chỗ nào đâu. Giá này là em ngồi đây bán lấy lại tương tác nha mấy chị, chứ không có giá này đâu. Bộ đồ thể thao cao cấp mà không có giá 50 ngàn đâu nha. Rồi lên tiếp cho mấy chị nha. Rồi bây giờ em lên cái bộ này cho mấy chị nè. Trời ơi đẹp lắm luôn. Rồi bây giờ em lên sát lách cô tông nha. Sát lách cô tông nhí em sale cho mấy chị 41 ngàn nha. Nhí 41 ngàn. Bây giờ em đọc size cho mấy chị nè. 4, 5, 6, 7, 8. Sale 41 ngàn. Đẹp lắm luôn. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sale 41 ngàn. Chị nào lấy chốt em mã nhện. Đúng. Hàng cô tông nha, đẹp lắm luôn. 9, 10, 11, 12, 13, 14 tới 40 kg luôn. Sale cho mấy chị 52. Rất là đẹp luôn. Rồi cam 7 cho Ngọc Bích nè. Ok Ngọc Bích. Rồi ai lấy nhanh tay chốt cho em mã nhện nha mấy chị. 41, 52. Rồi chị nào lấy nhanh tay lên nè, chốt mã nhện cho em nha. Nhí 41 ngàn, đại 52 ngàn cho em luôn. Ủa hồn bấm rồi. Sao? Sao nó nhảy ra rồi em? Tên gì? Cái này bên đây nè. Bên này, bên bên này, nào? bên này. Chú bò. Bấm vô thôi. Cái số bò không có gạch đó. Đây. Rồi chốt cho Bích rồi nha. Ngọc Bích ơi cam size 7. Rồi bây giờ em lên cái bộ nhện. Đẹp lắm luôn đây. Hàng cô tông nha cả nhà ơi. Đẹp lắm luôn. Rồi mã này có từ size 3 tới size 8. Sale cho mấy chị 41 ngàn. 41 ngàn. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 52 ngàn. Đẹp lắm luôn. Rồi ai lấy chốt lại cho em mã nhện. Mã nhện nha. Chế nào lấy thun cô tông nhanh tay chốt cho em nha. Đẹp quá. Rồi đẹp lắm mấy chị. Rất rất đẹp luôn. 41, 52 hàng cô tông. Rồi nhện kèm size mấy chị. Mã này em có từ 8 kg đến 40 kg. 8 kg tới 40 kg. Cực kỳ đẹp luôn. 41 ngàn, nhanh tay lên nha mấy chị ơi. Mã nhện kèm size cho em luôn. 4, 5, 6, 7, 8, 41. Rồi nhện cho Bích luôn. 41 ngàn. Ngọc Bích, Ngọc Bích ơi, chia sẻ cho chị đi Ngọc Bích. Chia sẻ cái livestream này vào năm hội nhóm với một lần về trang cá nhân nha. Là mấy chị chốt hàng giá sỉ nha mấy chị. Chốt hàng giá sỉ nha. Có những mẫu dưới giá sỉ luôn. Đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi
gram 50 nè. Rồi anh lấy xét nách nhện không mấy chị ơi? Ai lấy xét nách nhện không? Xét nách nhện em có từ 8kg tới 40kg luôn, 8kg tới 25kg, xe cho mấy chị có 41.000 thôi. 25kg cho tới 25kg tới 40kg, xe cho mấy chị 52.000. Ai lấy chốt với em đi, cái nhện cô tông này đẹp lắm luôn á. Trời ơi, xuất sắc lắm luôn nha mấy chị ơi, đẹp lắm luôn. Giá này là giá sỉ nha mấy chị ơi, giá sỉ nha, có những mẫu là dưới giá sỉ luôn cho mấy chị nè. Chế nào lấy nhanh tay chốt cho em nè mấy chị, rất là đẹp luôn. Cả nhà cứ chia sẻ sẵn cho em đi nha mấy chị, chia sẻ sẵn cho em cái livestream này đi, vào năm hội nhóm một lần về trang cá nhân nha, là mấy chị chốt giá sỉ. Rồi ai lấy chốt cho em chữ nhện nha mấy chị. Ai chốt cho em chữ ai lấy mã này chốt cho em chữ nhện kèm size. Rồi qua mẫu nha mấy chị. Rồi mã nhện kèm size cho em đi mấy chị yêu ơi. Rồi lên tiếp bộ đẹp quá. Rồi lên tiếp thể thao nha. 4 5 6 7 8 sale cho mấy chị 50.000 luôn. Chị nào lấy chốt cho em mã Puma vàng à, bộ Puma vàng đẹp lắm luôn. Mã vàng kèm size mấy chị, mã vàng kèm size 50.000. Tranh thủ vô like gặp em đi cả nhà ơi. Tranh thủ đi mấy chị, đẹp lắm luôn. Giá này chỉ có trên like thôi nha mấy chị ơi. Chị mấy chị chia sẻ đặt đủ điều kiện cho em là mấy chị chốt hàng thoải mái luôn. Rồi nhanh tay chốt cho em mấy chị, vàng vàng rồi vàng size 7 có luôn cho Bích luôn nè. Rồi Puma, ai lấy Puma vàng không mấy chị? Puma vàng em còn size 4 5 6 7 8 ha. Bộ này 75.000 á mấy chị. Ai coi livestream á chốt cho em giá 50.000 luôn, giá 50.000 luôn. Chia sẻ đủ điều kiện là mấy chị chốt hàng nha mấy chị nha. Có chia sẻ thì mới có chốt hàng cho em nha mấy chế ơi. Rất là đẹp luôn. Em ngồi đây bán lấy lại tương tác thôi. Chế nào có chia sẻ thì mới có em mới chốt hàng nha. Rồi ai lấy nữa chốt cho em mã vàng, mã bạc vàng kèm size mấy chị ơi. Mặt thể thao đẹp lắm mấy chế. Đẹp lắm. Rất là đẹp. Chị nào mua rồi là biết rồi đó. Cưng quá à. Cưng ơi là cưng luôn. Rồi nhanh tay lên nha cả nhà ơi. Vô đông đông đi cả nhà. Đẹp lắm luôn. Rất là nhiều mẫu luôn nha mấy chị. Nhiều mẫu đẹp lắm luôn. Rồi chế nào lấy nữa chốt em mã vàng nha. Qua mẫu nha mấy chị. Rồi qua mẫu nha. Ai lấy nữa thôi qua mẫu nha. Rồi lên tiếp bộ này cho mấy chị nè. À ba lỗ theo cưng, ba lỗ đây đẹp lắm luôn nè. Quỳnh Ngọc Yến ơi, xịn sò luôn. Bộ này là bộ cao cấp nha cưng. Rất là đẹp luôn. 14kg tới 25kg nè. Chị nào lấy trên like nha, em chốt cho mấy chị là 145.000. 145.000 đẹp lắm luôn. 25kg trở lên tới 35kg giá 155. Đẹp xuất sắc luôn. Bộ này là bộ cao cấp nha cưng. Ba lỗ cao cấp số nè. Đây đẹp. Bộ này là quá xịn sò luôn. Có 4 màu. Mẫu này chỉ có 4 màu, có vàng nữa nha cưng. 14kg tới 25kg 155.000. Đang bán inbox 155.000. Lấy trên like giảm 10.000 còn 145. 25kg tới 35kg 165.000. Lấy trên like giảm 10.000 còn 155 nha. Cái bộ phía sau số 29 á. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị nè. Trời ơi đẹp lắm luôn. Rồi ai lấy mã này chốt cho em mã xanh nha mấy chị. Mã xanh nha. Rất là đẹp luôn. Yến ơi em lấy ba lô đi học. Em lấy cái nào comment lên cho chị đi. Đó trên còn hai cái đó cưng. Comment đi chị ra giảm cho em luôn. Ba lô. Ừ ba lô cho bé đi học á. Rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ em lên cái mã xanh là 41.000, 4, 5, 6, 7, 8 nha. 4, 5, 6, 7, 8, 41.000. Nhanh tay chốt cho em mã xanh mấy chị. Rồi mã xanh Sonic này bây giờ em có từ 8kg tới 40kg mấy chị ơi. 8kg tới 40kg nha. Size 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sell cho mấy chị 41.000. 9, 10, 11, 12, 13, 14 tới 40kg luôn. Sell cho mấy chị 52.000. Rất là đẹp luôn. 41, 52. Bích ơi chia sẻ đi. Chị chưa có thấy em chia sẻ nha Ngọc Bích. Chia sẻ cái livestream này vào năm hội nhóm đi. Với một lần về trang cá nhân là 6 lần là Bích sẽ chốt cái giá này nè nha. Giá sỉ, dưới giá sỉ luôn. Bích chia sẻ đi, chị chưa có thấy em chia sẻ nha Ngọc Bích. Rồi bây giờ ai lấy chốt cho em mã xanh. Mã xanh đẹp lắm mấy chị. Em ngồi bán lấy tương tác thôi. Nên mấy chị vô chốt hàng vô tương tác với em đi nha. Vô tương tác đi cả nhà.
rất là đẹp luôn. Rồi Quỳnh Ngọc Yến ơi, em lấy cái ba lô thì cứ comment lên cho chị nha, mẫu nào comment lên cho chị sale trên like cho em luôn. Rồi ai lấy chốt em mã xanh nha, bộ Sonic xanh nè mấy chị, 8kg đến 40kg nha, 8kg tới 25kg em sale cho mấy chị có 41.000 à, 25kg trở lên cho tới 40kg sale có 52.000. đẹp xuất sắc luôn cả nhà ơi. Rồi chế nào lấy nhanh tay chốt cho em mã xanh, bộ xanh Sonic, đây là hung cô tông nha mấy chị, đẹp lắm luôn, rất là đẹp luôn, hàng cô tông đẹp lắm. Rồi qua mẫu nha, 41 52, ai lấy chốt em mã xanh kèm size mấy chị, mã xanh kèm size. Rồi qua mẫu nha mấy chị, mấy chế chia sẻ sẵn cho em đi mấy chị, chia sẻ vô tương tác với em đi, ngồi đây bán lấy lại tương tác nè mấy chị nha, ngồi đây em có tương tác với em thì mấy chị chốt hàng thoải mái nha mấy chế. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị nha, đẹp lắm, mẫu nào cũng đẹp hết đó cả nhà ơi, xuất sắc lắm luôn. Rồi bây giờ em lên tiếp nè, bộ Adidas. Rồi thể thao Adidas luôn, sale cho mấy chế 50.000 luôn. Chị nào lấy nhanh tay chốt em mã đáp đỏ nha, Adidas đỏ nè, 4 5 6 7 8 sale 50 luôn, 4 5 6 7 8 sale 50. Rồi chị nào lấy chốt cho em mã đỏ nha, mã đỏ kèm size. Ủa bộ này đẹp xuất sắc luôn mấy chị, cái hàng thun lạnh nha, thun lạnh cái là cao cấp nha mấy chị, không phải là hàng thường nha. Trời ơi cầm bộ đồ lên thích lắm luôn. Rồi ai lấy mã này chốt em mã đỏ kèm size mấy chị, đỏ kèm size cả nhà ơi, siêu đẹp luôn, rất là đẹp mấy chị ơi. Đỏ kèm size cho em size đại 9, 10, 11, 12, 13, 14, 60, 50, 60. Nhanh tay lên chốt cho em mã đỏ 50, 60 cho mấy chế luôn. Trời ơi xịn sò luôn, mấy cái bộ này đẹp lắm luôn mấy chị. Rồi chế nào lấy chốt em mã đỏ nha, 50 nhí 60 đại luôn, 10kg tới 40kg nha mấy chế, 10kg tới 40kg. Cái mũ 35 này nè, 2 tuổi tới 5 tuổi. Rồi bây giờ em còn cái mũ này nè mấy chị, từ 2 tuổi tới 5 tuổi nha. Trời ơi, sale cho mấy chị rẻ 35.000. Mũ chữ B đẹp quá à. Ai lấy chốt cho em nha, 2 tuổi tới 5 tuổi 35.000. Cưng chưa? Đẹp lắm luôn nha cả nhà ơi. Xuất sắc luôn. Thiêu nha, cái này bên hông là hình chữ thiêu, đẹp lắm luôn. Burberry đẹp xuất sắc luôn, 35.000 cái nón này từ 2 tuổi tới 5 tuổi, chế nào lấy chốt cho em nha. Nón chữ B 35.000, nón Burberry nè, đẹp quá trời luôn. Rồi chế nào lấy 35.000 thôi, sale cực rẻ cho cả nhà. Rồi qua mẫu nha mấy chị, 2 tuổi tới 5 tuổi, chị nào có 2 tuổi bé 2 tuổi tới 5 tuổi lên chốt. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị nè. Rồi bây giờ em lên tiếp mã cam nha, chiếc xe cam đẹp lắm luôn, cô tông nè. Rồi 41.000, 41.000, 4 5 6 7 8, 41.000 cả nhà ơi, rất rất đẹp luôn, cái hàng cô tông đẹp quá trời luôn. Rồi chị nào lấy chốt em mã cam 9 10 11 12 13 14, sale 52.000. Rồi ai lấy cô tông nhanh tay chốt em mã cam, nhí 41 đại 52.000, xuất sắc lắm luôn, siêu đẹp luôn, cái bộ xe này đẹp quá mấy chị ơi, 10kg tới 40kg nha mấy chị, cái bộ sát mắt này nè, 10kg tới 40kg bộ cô tông này nó đẹp lắm luôn cả nhà ơi, để gần cho mấy chị coi nè nha, rất rất đẹp luôn. Rồi chế nào lấy chốt em cam nha, cam kèm size 41.000 nhí 52.000 đại, từ size 9 trở lên tới size 14 giá có 52.000. Rồi size 13 cho TT, rất là đẹp luôn. Rồi ok TT nha, TT xe size 13. TT chia sẻ cho chị đi TT, mấy chị chốt hàng nhớ chia sẻ cho em đi cả nhà ơi, chia sẻ cái livestream này vào năm hội nhóm đi mấy chị, với một lần về trang cá nhân là 6 lần nha. Em ngồi đây bán không có lời gì hết, chỉ có lấy lại tương tác thôi, nên mấy chị
Nhớ chia sẻ cho em nha, nhớ chia sẻ. 52.000 nè cho Titi nè, size 13. Ôi đẹp lắm mấy chị, mấy em mới về mấy cái bộ này đẹp lắm luôn á mấy chị. Vô nhiều nhiều lên đi cả nhà, lên đông đông lên chốt nha, đẹp lắm. Ôi cái mã xe hơi này đẹp quá trời luôn. Rồi chế nào lấy chốt em mã xe nha mấy chị, mã xe đi kèm size. Có 53.000 size đại à, size nhí em sale có 41.000. Rồi qua mẫu nha cả nhà ơi, qua mẫu. Rồi lên tiếp nha mấy chị. Rồi bây giờ em lên tiếp nha mấy chị. Trời ơi đẹp quá à, mẫu nào cũng đẹp hết. Em lên 3D hoạt hình nha, thun lạnh 3D hoạt hình đẹp lắm luôn. Có đầm bé gái 16kg có nha Yến ơi, có đầm bé gái chỉ có 10kg cho tới 40kg luôn nha. Để lúc lên sale trên live cho mấy chị luôn nha. Mấy chị có chia sẻ là mấy chị có chốt hàng thoải mái luôn nha. Ai lấy mã này chốt em khủng long, khủng long. 4, 5, 6, 7, 8 sale cho mấy chị 55.000. 55, 67. Rất là đẹp luôn. Chế nào lấy chốt cho em nha, mã khủng long 9, 10, 11, 12, 13, 14 sale 65, y 67.000. 55, 67. Dung trần cái nón chữ 35.000. Đâu có luôn. Rồi ok dung trần nè. Nón nó 2 tuổi tới 5 tuổi đó mấy chị, em sale 35.000 nè. Chế nào có ba có bé tuổi đó vô chốt cho em đi. Sale rẻ cho mấy chị 35.000 luôn. Rồi chốt về dung trần cái nón chữ nón búp bê rì. Rồi ai lấy khủng long, khủng long. Nhí 55.000, 4 5 6 7 8 em sale cho mấy chị 55.000 nha. Trời ơi đẹp quá mấy chị ơi. 9 10 11 12 13 14 67.000. Rất là đẹp luôn. Rồi chị nào lấy chốt cho em khủng long kèm size mấy chị. Rồi khủng long bây giờ em có từ 10kg tới 25kg nha mấy chị. 10kg tới 25kg sale cho mấy chị 55.000. 25kg tới 40kg sale cho mấy chị 67.000. Rồi ai lấy chốt cho em khủng long kèm size mấy chị. 55, 67.000 nha mấy chị. Trời ơi đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Chế nào lấy chốt cho em mã khủng long kèm size. Đẹp lắm. Rồi qua mẫu mấy chị ơi. Ai lấy mã này chốt em mã khủng long kèm size nha mấy chị. Nhí có 55.000 thôi. Chị nào có livestream thì lấy trên live cho rẻ hơn mấy chị ha. Inbox không có giá này đâu mấy chị. Inbox không có giá này nha. Inbox là 75.000 một bộ luôn. Rồi em qua mẫu nha mấy chị. Cuốn hay cuốn ngược vậy quá. Rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ em lên tới đầm nha cả nhà ơi, đẹp lắm luôn, cưng chưa. Rồi bây giờ cái đầm này là em sale cho mấy chị coi 4 5 6 7 8 60 70 60.000 9 10 11 12 13 14 70. Đẹp lắm luôn, ai lấy chốt cho em nè. Đầm gấu nha mấy chị, 10kg tới 25kg sale đang bán 75.000. Ai chốt trên like 60, từ 25kg tới 40kg đang bán 90 á, ai chốt trên like 70.000 luôn. Rồi đẹp lắm luôn, ai lấy chốt cho em mã gấu nè nha. Đầm gấu, đầm gấu đây. Nói chung ưu tiên cho mấy chị có livestream á, ưu tiên cho mấy chị có livestream. Ai lấy thì chốt lên livestream cho nó rẻ ha. Trời cái đầm này đẹp lắm mấy chị ơi nha. Cái tai phùng đẹp lắm luôn nha. Rất là đẹp luôn. Ai lấy chốt lại cho em đầm gấu kềm size. Đầm gấu kềm size cả nhà ơi, cưng chưa. Rồi em qua mẫu nha. Chế nào lấy đầm chốt em đầm gấu kềm size nha mấy chị. Rất là đẹp luôn á. 60 size nhí, 70 size đại. Quá mỏng mấy chị ơi. Rồi bây giờ em lên cái bộ này cho mấy chị. Cưng cho. Rồi bây giờ em lên tiếp 3D nha mấy chị. 50, 65. Rồi size nhí sale 50 nha mấy chị. Nhí sale 50 luôn, đại sale 65.000. Rồi ai lấy chốt cho em mã nhện nè. Mã nhện 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8, sale 50, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sale 65.000. Ôi, ai lấy 3D nhanh tay chốt cho em nha. Trời cưng lắm mấy chị ơi, bộ này nó đẹp quá trời luôn.
siêu nhân nhện nè, là Nguyễn Thị Dần, đẹp lắm luôn. Ai lấy nhanh tay chốt em mã nhện đi. Rồi mã nhện bây giờ em có size 4, 5, 6, 7, 8 đó chị ơi. Xe mấy chị 50 ngàn thôi. 9, 10, 11, 12, 13, 14, xe mấy chị 65 ngàn. 50, 65 mã nhện kèm size mấy chị. Mã này đủ size nha, 10kg tới 40kg luôn. Trời ơi đẹp lắm luôn nha, siêu nhân nhện. Rồi ai lấy chốt lẹ cho em luôn nha mấy chị ơi. 50 nhí 65 đại mấy chị, nhanh tay chốt cho em mã nhện kèm size nha mấy chị. Đẹp xuất sắc luôn. Bộ này làm mà mấy chị không có chê được cái điểm nào luôn nha mấy chị. Đây là thun lạnh cao cấp nha cả nhà. Rồi ai lấy mã này chốt em mã nhện đi mấy chị. Mã nhện. Quá mẫu mấy chế ơi. Rồi 3D có tay đợi chị xíu cưng. 3D có tay tay sáng. Rồi có đầy đủ luôn mấy chị cứ theo dõi từ từ đi. Đẹp lắm luôn. Rồi chế nào lấy chốt em nha mấy chị ơi. Nhện kèm size cho em. Nghe. Rồi bây giờ em lên tóc. Bỏ vậy không? Dập cái này cho nó dính lại để nó buông. Nguyễn Diệu nhện size 13. Rồi ok cho Nguyễn Diệu luôn. Rồi, Nguyễn Diệu giá 65 ngàn. Rồi Nguyễn Diệu ơi, Nguyễn Diệu hả? Diệu phải không? Ừ. Nguyễn Diệu ơi, chia sẻ cái livestream này cho em về năm hỏi nhóm và một lần về trang cá nhân nha. Em chốt cho chị cái mẫu này giá sỉ 65 ngàn luôn. Rất là đẹp luôn, size đại nha, size 13 lận 65 ngàn. Mẫu này là 95 nha mấy chị, 95 mà chốt cho mấy chị có 65 ngàn à. Mấy chị tương tác với em nha mấy chị, tương tác em chốt đơn nha. Tương tác với em chốt đơn cho mấy chị giá siêu bèo luôn nha mấy chị. Đẹp lắm luôn. Mấy chị chú chia sẻ cho em đầy đủ là mấy chị làm mấy chị chốt hàng thoải mái luôn. Em ngồi đây bán lấy lại tương tác đó cả nhà ơi. Rồi cho Nguyễn Diệu size 13. Rồi Nguyễn Diệu size 13, 65 ngàn. Mấy chị chia sẻ cho em cái livestream này vào năm hội nhóm với một lần về trang cá nhân đi cả nhà. Là cả nhà chốt hàng giá sỉ nha mấy chị, giá sỉ dưới giá sỉ luôn. 65 ngàn. Rồi đẹp lắm, bữa em lấy size 13 sao nó cũng bằng size 14 à. Size 13. Nói chung mấy cái nó nhích lên mọi thứ nó nhích lên chút xíu, nhích lên chút xíu đó. Chị rất là đẹp luôn. Rồi. 35 ngàn. Bây giờ em lên cái nón này cho mấy chị nè nha. Rất là đẹp luôn. Nón chữ B, nón Burberry nha. Bây giờ từ 2 tuổi tới 5 tuổi em sale cho mấy chị 35 ngàn nè. Chị nào lấy chốt cho em đi. Cái nón Burberry đẹp lắm luôn nè. Lấy nón trắng cho em, còn mấy cái sale rẻ nha. Còn 2-3 cái, ai lấy chốt cho em đi. Còn có mấy cái nên em xả luôn cho mấy chị nè. Đẹp lắm luôn. 35 ngàn 2 tuổi tới 5 tuổi nha mấy chị. Nón đẹp lắm luôn. Bên hông là hình thêu nha, Burberry. Ai lấy chốt lẹ cho em luôn. Rồi, ai lấy nón trắng chốt nón trắng cho em nha, 2 tuổi đến 5 tuổi. Rồi, qua mẫu nha mấy chị. 35 ngàn thôi, không lấy tiếp nha, đẹp lắm luôn mấy chế. Chị xem nào không lấy là ủng, em còn có mấy cái anh sale rẻ cho mấy chị á. Rồi, bây giờ em lên tiếp cái mã million nè nha mấy đủ chị. Đủ luôn. 4, 5, 6, 7, 8, em sale cho mấy chị là 55 ngàn. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 65 ngàn. Rồi, mẫu này đủ size nè. Rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi, ai lấy chốt lẻ cho em luôn nè cả nhà ơi. Million. Ai lấy chốt cho em mini non vàng đi, mẫu vàng kèm size mấy chị ơi, mã vàng kèm size. Rồi lấy cho em cái nón Nguyễn Thị Dần. Rồi à, ok em, lấy cho em cái nón. Rồi ai lấy mã mini non không? Này, ai hỏi nè, size 6 có nè, size 7 có nè, size 13 có nè. 35 ngàn à mấy chị, còn có mấy cái à, chế nào lấy chốt đi. Ngọc Mỹ thêm cái nón 35 ngàn nữa. Rồi Ngọc Mỹ thêm cái nón trắng 35 ngàn, Ngọc Mỹ có luôn nè. Ai lấy nón trắng nữa không? Còn một cái nón trắng nữa thôi, còn một cái nữa. Còn một cái nữa mấy chị ơi, 35 ngàn, 2 tuổi tới 5 tuổi, em còn mấy cái em sale trời rẻ ơi, luôn. Không lấy tiếc, gán chịu nha, sale rẻ quá trời. Đây còn một cái nữa nè mấy chế ơi, em sale 35 ngàn cho mấy chị luôn. Bên hông là hình thiêu nha, Burberry hình thiêu, đẹp lắm luôn. 35 ngàn, 2 tuổi tới 5 tuổi, còn một cái, chế nào lấy luôn đi, chốt cho em luôn nha. 35 ngàn, giá này là rất không là đẹp luôn mấy chị, cho mấy chị lấy đó. Cô lên lại đầm cho con xem được không cô? Rồi ai lấy bộ Minion đúng mấy chị ơi. Rồi bây giờ ai lấy mã này chốt cho em Minion vàng mấy chị. Bộ Minion vàng, mã vàng nha. Ai lấy mã này chốt em mã vàng. Nhí 55 đại 65 luôn. Rồi em đọc sai mấy chị ơi. Ai lấy chốt cho em mã vàng nha. Mã vàng này em có size 4, 5, 6, 7, 8 là tầm 10kg tới 25kg. Xe có 55 ngàn thôi. Còn từ size 9, 10, 11, 12, 13, 14 là 25kg tới 40kg. Xe 67 ngàn. 55 size nhí, 67 size đại. Nhanh tay lên chốt cho em mã vàng nha. 3D hoạt hình đẹp xuất sắc luôn. Rất là đẹp luôn nha mấy chị. Rồi chế nào lấy nhanh tay lên nha mấy chị yêu ơi. Rồi, quá mẫu. Ủa, bộ này đẹp lắm luôn. Ủa, nha. Bộ này là quá xịn luôn á.
Nãy ra Nguyễn Diệu nè, bò size 13 có nè Nguyễn Diệu. Rồi qua mẫu mấy chị ơi. An Nhiên Medium size 12 có luôn, có An Nhiên. Có luôn nè chị. Có cho An Nhiên luôn. An Nhiên chia sẻ cho chị đi An Nhiên. Chia sẻ cho chị cái livestream này vào năm hội nhóm nha, với một lần về trang cá nhân nha. An Nhiên là chị chốt cho em giá 67.000. Size 12. Bộ chị, này là 95.000 á mấy chị. Chị nào có tương tác cái livestream này với em là em chốt hàng giá cực bèo cho mấy chế nha. Có tương tác em mới chốt đơn, có tương tác em mới chốt đơn nha mấy chị, chứ không có chốt không mấy chị ơi. Bé gái có 35kg nha Khang Huỳnh. Có như cưng. Bé gái chị có tới 40kg lận vàng cho Ngọc Diệu 13 luôn. Rồi vàng cho Ngọc Diệu 13, size 13 luôn. Ngọc Diệu chưa có tương tác. Trời Ngọc Diệu ơi, tương tác livestream này với em đi, chia sẻ cái livestream này em về năm hỏi nhóm và một lần về trang cá nhân đi. Em chốt cho Ngọc Diệu size 13 giá 67.000 nha. 95 mà sale có 67.000 thôi mấy chế. Có tương tác em mới chốt đơn nha mấy chị. Có tương tác em mới chốt đơn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã này nha mấy chị. Đẹp lắm luôn. Đây mã gấu nè. Gấu gấu. Em sale cho mấy chị size nhí có 60.000 nha. Trời đẹp lắm mấy chị ơi. Rất là đẹp luôn. Gấu, đầm gấu. Đầm bé gái mấy chị ơi, đầm bé gái nè. Cực kỳ đẹp luôn. Chia sẻ lên trang cá nhân. Hội nhóm không được chị ơi. Em chia sẻ về trang cá nhân. Rồi ok chị, An Nhiên chia sẻ cho em về trang cá nhân cho em đi. Rồi. Rồi nhanh tay lên nha mấy chị, đẹp lắm luôn. Ai lấy chốt cho em đi mã gấu, gấu, mã gấu nè. Đâu đẹp, rồi? Đầm bé gái ai hỏi nè. 35 kg đúng không? Ngọc Yến đâu rồi? Không, để trả lời Ngọc Yến trước. Ngọc Yến ơi đây, chị lên đầm lại lần nữa cho em nha. Hồi nãy chị có lên rồi á mà không thấy em chốt. Rồi, đầm gấu này có từ 10 kg tới 25 kg, sale 60.000, 25 kg tới 40 kg, sale cho mấy chị 70.000, ai lấy chốt cho em trên like đi, giá cực kỳ rẻ luôn. Rất là đẹp luôn, Trúc ơi có 32kg của bé luôn nha, đầm có 32kg, mẫu này chỉ có tới 40kg lận, rất là đẹp luôn. Rồi nhanh tay lên nha cả nhà. Ủa, ơi, ai lấy chốt cho em đầm gấu nha. Đẹp lắm mấy chị. Qua mẫu. Rồi em qua mẫu nha, lên đầm rồi á, chế nào lấy chốt cho em nha. Ai lấy chốt em đầm gấu kèm size, cái đầm gấu có tới 40kg lận. Qua mẫu mấy chế ơi. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị nè. Rồi bây giờ em lên hàng cô Tông nha cả nhà. Trời ơi đẹp lắm mấy chị ơi, rất là đẹp luôn. Rồi ai lấy chốt cho em mã xám nha. Bộ nai xám, trời ơi cưng quá cả nhà ơi. Ai lấy chốt em mã xám, mã xám kèm size nhí 41.000, 4 5 6 7 8 41.000, 9 10 11 12 13 14 tới 40kg luôn, sale 52.000. Rồi nhí sale 41.000, đại sale 52.000. Ai lấy chốt cho em bộ nai đi, bộ nai xám này đẹp quá nè. Trời ơi đẹp lắm mấy chị. Cô Tông nha. Ủa đẹp cực kỳ luôn. Mặt hàng cô Tông nha mấy chế ơi, nhanh tay lên chốt cho em mã xám. Ủa đẹp chưa. 41, 52, nhí có 41.000, đại 52.000, nai 8 cho KT Nguyễn. Có luôn chị. Rồi ok KT Nguyễn nè. KT Nguyễn chia sẻ cho em đi KT Nguyễn ơi. Rồi chia sẻ rồi. Chị đẹp. Rồi chốt cho KT Nguyễn rồi nha, KT Nguyễn có chia sẻ lấy rồi. Chị ơi, nai kèm size, nai kèm size đi mấy chế. Nai kèm size cho em luôn mấy chị ơi. Rồi. Con chia sẻ nhóm được à con. Rồi ok, okay con ok em. Đẹp lắm luôn à ai mấy chị. Ai lấy nai nữa mấy chị ơi, ai lấy nai xám nữa không? Nai xám kèm size nha mấy chị ơi, nhanh tay lên nha cả nhà ơi. Ai lấy chốt lẻ cho em luôn, nai xám size 5 cho Phương Quỳnh. Rồi Phương Quỳnh chốt, Phương Quỳnh size 5. 41.000 à. Phương Quỳnh ơi chia sẻ cho em về trang cá nhân một lần nha, về năm hỏi nhóm cho em nha chị Phương Quỳnh. Sẽ chốt cho chị 41.000 luôn. Rồi Phương Quỳnh chia sẻ cho chị luôn Phương Quỳnh ơi. Rồi ai lấy nai kỳ nữa không mấy chị ơi, em qua mẫu nha. Đẹp lắm mấy chị nha, bộ này là 65.000 đó, em ngồi bán lấy tương tác lên sale cho mấy chị có 41.000 à. Rồi, mấy chị mấy chế ơi. 41.000 à, ngồi bán chơi với cả nhà ơi, rất là đẹp luôn. Rồi em qua mẫu nha, qua mẫu nha mấy chế. Đủ 55-67.000. Trời ơi cưng quá trời luôn, đẹp chưa, bộ này ngầu lắm luôn nè mấy chị ơi, đẹp xuất sắc luôn. Rồi nhí em sale 55.000 nha mấy chị. Nhí 55.000, 4 5 6 7 8, 55.000. Chị nào lấy chốt em mã cam. Mã cam đi, bộ Sweet Game nè mấy bộ chị. Bộ Sweet Game đẹp quá. Rồi thun lạnh cao cấp nha. Bây giờ em còn 4 5 6 7 8 sale cho mấy chị 55.000, 9 10 11 12 13 14 sale cho mấy chị 67.000. Rồi, 55 size nhí, 67 size đại. Ai lấy chốt em mã cam nha. Rồi bộ Sweet Game đẹp quá mấy chị ơi. Hàng này đẹp, bộ nào cũng đẹp. Rồi bây giờ em đang lên thun lạnh nè, thun lạnh 3D nha, đẹp lắm luôn, cam 12 cho Nguyễn Diệu.
Rồi Nguyễn Diệu sang 12 có luôn nè chế ơi. Rồi có cho Nguyễn Diệu luôn nha Diệu. Rồi 67 ngàn cho Nguyễn Diệu luôn. Rồi mấy chị nào khách mới lên thông tin giùm em. Lên thông tin số điện thoại địa chỉ đều đủ giùm em. Rất là đẹp luôn. Ngọc Mỹ cam 14 luôn. Ok Ngọc Mỹ luôn. Rồi Ngọc Mỹ có chia sẻ rồi nè. Đẹp quá à. Cam size 14, 67 nha. 67 không phải 65 cưng. 67 ngàn. 67 ngàn 55 size nhí 67 size đại nha Ngọc Mỹ. Rồi chị nào lấy mã này chốt cho em lẹ nha mấy chị ơi. Mã này đẹp. Rất là đẹp sắc luôn. 14 hả? 14 cho Ngọc Mỹ nè. Rồi, 13 còn. Cho An Nhiên là 13 còn không? 13 còn cho An Nhiên luôn. Còn cho An Nhiên 13 luôn nha mấy chị ơi. Rồi giá siêu rẻ luôn, vô hốt cho em đi. Không còn đâu rẻ hơn đâu mấy chị. An Nhiên 13 67 ngàn nè, An Nhiên có nha, An Nhiên. Chia sẻ cho em đầy đủ nha, chia sẻ đầy đủ cho em chốt đơn cho mấy chế nha. Chia sẻ nha mấy chế. Rất là đẹp luôn mấy chị ơi. À lấy mã cam luôn mấy chị. Mã cam kèm size cho em nha mấy chị ơi. Ủa Mỹ ơi, vậy em bấm size mấy em? Dạ em bấm lộn, vậy em lấy size mấy cưng? Nãy... bấm lộn tên thôi, lên số tiền thôi. À rất là đẹp luôn. Rồi ok con, chúc cho chốt đơn cho KP Nguyễn luôn rồi. Nhanh tay lên mã cam kèm size cho em luôn. Mã cam kèm size nha mấy chị. Đẹp lắm luôn. Sao nhỏ ai lấy đâu mấy chế. 4, 5, 6, 7, 8 có 55 ngàn à mấy chị. Trời ơi bộ xuất game đẹp quá trời luôn. Rồi qua mẫu mấy chế ơi. Mấy mã này mấy chị đừng có bỏ qua nha. Đẹp lắm luôn á. Mấy chị cứ vô chia sẻ cho em đi nha mấy chị. Chia sẻ đủ điều kiện cho em đi. 5 hội nhớ mấy một lần về trang cá nhân đi cả nhà. Rồi xéo này 50 ai lấy không? Sau lưng chị bao nhiêu? À An Nhiên đây. Trời ơi cái bộ này là khỏi chê luôn nha. Bộ này là bộ cao cấp nha. Sắc nó thể thao cao cấp. Sale trên like cho mấy chị từ 14kg cho tới 25kg. 155 còn 145. Giảm 10.000. Giảm 10.000 trên like cho mấy chị nha. 25kg trở lên cho tới 35kg là 155, 165 còn 155. Đây đẹp lắm luôn. Bộ này là không có chê được điểm nào luôn. Hàng này là hàng cao cấp nha mấy chế. Còn một bộ vàng nữa. Mẫu này là em có tới 4 màu nha mấy chị. 4 màu. Trời ơi xịn sò lắm mấy chế ơi. Bộ này là không có chê được cái điểm nào đâu. 4 màu luôn. An Nhiên ơi lấy chốt. Rồi nói đi. Rồi bây giờ mấy chị nha. Mã cam 26kg nhiêu cô. Mã cam. Mã cam 26kg size 67.000. 67.000 nha con. 67.000 nha Quỳnh Ngọc Yến ơi. Quỳnh, đây. Quỳnh Ngọc Yến ơi. Ừ. Xịn nói sợ. Chung á từ 10kg tới 25kg đổ lại á mấy chị là size nhí nha. Còn 25kg cho tới 40kg gọi là size đại ha. Trời ơi, 26kg qua size đại là lấy size 9 ha, size 9 là của chị là 67.000. 67.000 của con size 9 nha, nếu lấy chốt cho cô. 95 á mà sao có 67.000 à. Rồi đi. Bây giờ em lên cho mấy chị nha. Trời ơi, không bao giờ mà có giá này đâu, em nói thật sự, tự gì bán ngồi đây lấy tương tác nha, em ngồi đây bán lấy lại tương tác. Bây giờ cái nón đó nè, trời ơi, đẹp quá, nón chữ B. Đẹp lắm luôn, còn sao nhiêu mà cái nón này. Rồi nón này từ 2 tuổi tới 6 tuổi luôn á. Nón này thì từ 2 tuổi cho tới 6 tuổi, sale cho mấy chị 50 ngàn luôn. Trời ơi đẹp quá à, mấy chị ơi. Còn có mấy cái à? À nón này không? Ai lấy nón này chốt cho em nón chữ B nha. Đây, đẹp lắm luôn, 2 tuổi tới 6 tuổi em sale 50 luôn. Nón này đẹp. Rất là đẹp luôn mấy chị, đẹp lắm. Nó mới bao đẹp nè mấy chị. Chế nào lấy nha, em còn có mấy cái sale cho mấy chị 2 tuổi tới 6 tuổi 50 ngàn. Rồi qua mẫu mấy chế. Rồi em lên tiếp cái bộ này cho mấy chị nha, đẹp lắm luôn. Rồi bây giờ em lên cái đầm bé gái nha mấy chị ơi nha. Rồi đẹp lắm luôn. Ai lấy là đầm này chốt cho em đầm hồng nha. Đầm hồng bunny đẹp quá nè. 60 size nhí, 70 size đại luôn. Mấy chị nhanh tay chốt cho em nha, đầm hồng kèm size. Size 4 tới 4 5 6 7 8 mấy chị ơi, 4 5 6 7 8 sale 60, 9 10 11 12 13 14 sale cho mấy chị 70 luôn. 70 luôn. Nói chung là 60 70, ai lấy đầm nhanh tay chốt cho em nha, mã đầm hồng đi, đầm hồng kèm size. Rất rất đẹp luôn, nhí 60 đại 70 cho mấy chị. 8kg tới 40, à, quên 10kg tới 40kg luôn. Rồi 10kg tới 40kg, ai lấy đầm hồng chốt cho em đầm hồng. Rồi qua mẫu nha mấy chị. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị, trời ơi, đẹp quá. Rồi mã cô tông nha. Hàng cô tông nha cả nhà ơi, khủng long, khủng long. Ai lấy mã này chốt cho em khủng long kèm size mấy chị ơi. 4, 5, 6, 7, 8, sale 41 ngàn. 9, 10, 11, 12, 13, 14, sale 52 ngàn. Ai lấy chốt cho em mã khủng long. Bộ đẹp. Ủa, bộ cô tông đẹp quá mấy chị. Hàng cô tông đẹp xuất sắc luôn. Rồi,
rất rất đẹp luôn. Ai lấy nhanh tay chốt cho em mã khủng long kèm size cả nhà ơi, 51 nhí sa 50 ý là quên 41 nhí 52 size đại. Trời ơi, rẻ cực kỳ luôn, bộ đẹp quá. Rồi ai lấy mã này chốt em mã vàng khủng long đi mấy chị, khủng long kèm size cho em luôn. 8 kg tới 40 kg nha cả nhà. Rồi ai lấy cô tông chốt cho em mã vàng kèm size cả nhà ơi, đẹp xuất sắc luôn. Không chê được điểm nào luôn mấy chị, cái hàng cô tông mới về đẹp quá trời luôn. Rồi chị nào lấy chốt cho em nha. Cô tông là có từ 8 kg đến 40 kg luôn. 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sale 41.000 à mấy chị. Từ size 9 trở lên tới size 14 sale cho mấy chị có 52.000. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị. Ôi cưng quá. Rồi bây giờ em lên tiếp thể thao nha cả nhà. Đẹp xuất sắc luôn. Ai lấy mã này chốt cho em bộ nai xanh biển nha. Xanh biển kèm size. Xanh biển 4, 5, 6, 7, 8 sale 5 4567 sale 50. 4567 sale cho mấy chị 50.000. Rồi bộ này bộ xanh bộ nai xanh này bây giờ em còn bộ size đại thôi mấy chị, size 12 á, sale cho mấy chị 60.000. Rồi nhanh tay lên chốt lại cho em mã xanh. Bây giờ còn 4567 sale 50, một bộ size đại 12 sale 60 luôn. Rồi ai lấy mã này chốt em mã xanh nha mấy chị ơi. Size cổ, chị nào có lấy size cổ không? Size cổ là của em từ 40 kg cho tới 60 kg luôn á mấy chị. Xem mấy chị 80 á, size 15, 16, 17, 18, 19, 20 á, xem mấy chị 80, bộ này có tới 60 kg lận. Trời ơi đẹp xuất sắc luôn nha mấy chị. Rất rất là đẹp luôn. 50 60, 50 60. Ai lấy chốt cho em nè, bộ thể thao này nó đẹp lắm mấy chị ơi, rất là đẹp luôn. Nha, hàng thun lạnh thể thao này nó quá đỉnh luôn á mấy chị. Rồi chế nào lấy chốt em mã xanh nha, mã xanh kèm size. Rồi qua mẫu nha mấy chị ơi, em qua mẫu nha. Hỏi. Ừ. Qua mẫu mấy chế, ai lấy bộ nai xanh đó thì chốt cho em. Nai xanh kèm size mấy chị, nai xanh. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị nha. Trời ơi cưng quá. Rồi lên tiếp bộ 3D hoạt hình nè, robot. Ai lấy mã này chốt em mã robot kèm size mấy chị. 4, 5, 6, 7, 8 sale cho mấy chị 55.000. 4, 5, 6, 7, 8, 55 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6, 17.000. Rồi ai lấy chốt cho em robot đi mấy chị, bộ đẹp. 55, 67. Chị nào lấy chốt cho em mã robot nè. Siêu đẹp luôn. Ôi mấy chị cầm lên bộ đồ là mấy chị thích lắm luôn á nha, nhận hàng là mấy chị thích lắm luôn á nha. 67.000 robot cho Ngọc Mỹ 14. Có luôn. 67.000. Ngọc Mỹ 14 có là chế luôn nè. Trời ơi đẹp lắm luôn mấy chế ơi, nó đẹp lắm em nói thiệt luôn á nha. Mấy chị nhận hàng là mấy chị thích lắm. Rồi ai lấy robot nữa không mấy chị? Ai lấy robot nữa không? Robot kèm size cho em luôn nha. Đây để cho mấy chị xem nè. Trời ơi đẹp lắm mấy chị. Rồi qua mẫu mấy chế ơi. Rồi em qua mẫu nha, chế nào lấy chốt em robot. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị, cái bộ này đẹp lắm mấy chị ơi, xuất sắc luôn. Bộ nào cũng đẹp hết. Rồi lên tiếp cho mấy chị nha. Rồi, bộ Captain xanh. Chế nào lấy chốt cho em nha. Khung lạnh đẹp lắm, mặt sướng luôn. Rồi bây giờ bộ cấp tình xanh nè, em đọc sai cho mấy chị nè, 4568 50.000. Sale 50 luôn. Rồi đẹp chưa? Mấy cái bộ này bộ nào cũng đẹp hết trơn á. Mấy chị mua hàng bên em rồi là biết rồi đúng không? Đâu cần quảng cáo. Rồi 4568 50.000, 4568 50.000. Đẹp lắm mấy chị ơi, robot 16 kg nha chị ơi. Ok em, Nguyễn Thị Dần. 16 kg robot hả? Ừ. Rồi ok, lấy size 6 nha chị. Lấy size 6 cho Dần nha. Trời ơi, rẻ bèo à, có 55.000 à. Dần ơi, chia sẻ cho chị đi Dần. Chia sẻ cho chị cái livestream này về 5 hội nhóm nha, với một lần về trang cá nhân là 6 lần nha Dần. Rồi nói gì không? Rồi bây giờ em qua mẫu nha mấy chị. Rồi ai lấy cái mẫu mã qua sao này không? Đẹp quá à. Qua sao cấp tình là mấy chị 50.000 à mấy chế. Bộ này có 50 à. Bộ này sale 50 có size 6 của Dần luôn này, Dần chốt đi cưng. Nhanh tay lên chốt cho em nha mấy chị. Ủa, đẹp xuất sắc luôn. Để em đọc size đại cho mấy chị nha. Để đọc size đại nhí em sale có 50 rồi cả nhà 13. Ôi. Tới 13.
9, 10, 11, 12, 13, 65.000. Đẹp lắm luôn, 9, 10, 11, 12, 13, 65.000. Rồi, cảm ơn An Nhiên nha. Rất là đẹp luôn, robot 7 cho Ngọc Bích nè. Rồi, robot 7 cho Ngọc Bích luôn. Không, 7 đúng không? Có, bên đây rồi, chốt là Ngọc Bích 7 nha, robot. Ok, Ngọc Bích nè, Ngọc Bích có chia sẻ rồi nè. Ok, em nha. Mấy chị cứ chia sẻ cho em đi mấy chị. Robot 7. Rồi, sale cho Ngọc Bích nè nha, có 50.000 nè. 55.000. Ê quên, bộ này là 55.000 nè. Đẹp quá à. Rồi, ai lấy cái mã cắt tình này không chị? Mã ngôi sao đi, cái mã xanh ngôi sao đi. Chị cắt tình mới có gì. Rất là đẹp luôn. Có đồ bé trai 20kg, trời ơi, đây chị đang lên nè. Trời ơi, đẹp quá trời bên luôn. Bên em là có 10kg tới 40kg nè mấy chị. Em dơ lên là có 10kg tới 40kg á. Đẹp lắm luôn mấy 20, chị ơi. 20kg chị tên gì vậy? Nông. Mộng Bùi. Mộng Bùi ơi, 20kg em lên mẫu nào em đọc có size 7 thì chị lấy nha. Đẹp có quá. Size 7 á. Mộng Bùi lấy size 7 nha cưng, đẹp lắm luôn. Bây giờ ai lấy mã này chú em mã xanh đi mấy chị, em sale 50.000 nha. Cái này là hàng cao cấp nha mấy chị. Chị nào mua rồi là khỏi cần em quảng cáo mấy chị ơi nha. Mấy chị nào mua rồi là mấy chị biết rồi đó. Rồi cái mã xanh này ai lấy không mấy chị? Rồi Mộng Bùi xanh còn 7 không? Không, mã này hết 7. Mã này hết 7 rồi Bùi, Mộng Bùi ơi, đợi mã khác đi cưng. Mã này hết 7 rồi. 4, 5, 6, 8 nha. Bây giờ em còn 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 size đại nha mấy chị. Size đại sale 65. Đợi mẫu khác nha Mộng Bùi. Đợi mẫu khác đi rồi chị lên cho em. Rồi qua mẫu mấy chị ơi. Rồi bây giờ em qua mẫu nha cả nhà. Rồi giờ em lên cho mấy chị nè. Đẹp lắm luôn. Theo dõi từ từ đi, chị sẽ lên rất nhiều mẫu luôn á. Rồi cưng quá. Rồi bộ thần tho nha. Thần tho. Ai lấy mã này chốt cho em mã xa thần tho đi mấy chị. Rất là đẹp luôn. Bây giờ em đọc sai nha. 7 luôn á. 4567. 4567. Nguyễn Đăng con nhận đồ rồi, đẹp lắm cô. Rồi cảm ơn Nguyễn Đăng nha con. Rồi nhanh tay lên mấy chị ơi. 4567 sale 50 luôn. 9 10 11 12 13 sale 65.000. Ôi đẹp quá mấy chị ơi, 50 65, chế nào lấy chốt lẹ cho em luôn. 50 65. Đẹp lắm luôn nha mấy chị. Mấy chị nào nhận hàng gọi là thích lắm luôn á. 50 65. Chị nào lấy chốt cho em mã xanh thần tho nè mấy chị ơi nha. Mã xanh thần tho cho em luôn. Đẹp lắm luôn. Mộng Bùi ơi, có 7 nè Mộng Bùi, có lấy không? Mã này có nha, bộ nãy không có nha cưng. Rồi nhanh tay lên chốt cho em nè. Ai lấy bộ thần tho này chốt cho em nha mấy chị. Rất là đẹp luôn. Em đang lên sắc lách siêu nhân á. Rồi qua mẫu nha mấy chị ơi. Chị chọn cho em bé trai 20kg đi. Nè mã này có nè, vậy chị lấy cho em bộ này nha. 20kg. Rồi size 7 cho Mộng Bùi nè. Rồi size 7 cho Mộng Bùi 20kg. Rồi ok em. Rồi Mộng Bùi cho em số điện thoại luôn mấy chị ơi. Lên số điện thoại cho em luôn. Sale cho em 50.000 à, đẹp lắm luôn. Rồi chế nào lấy nữa. Superman có kim cương không? Trước ngực còn không chị? Ánh Nguyệt. Rồi đợi chị xíu đi. Ánh Nguyệt. Đợi chị xíu nha. Rồi qua đi. Rồi qua mẫu nha cả nhà ơi. Còn nha, bộ đó còn mà để em soạn đi từ từ chị. Em lên từ từ cho mấy chị nha. Muốn lấy mẫu nào cứ comment cho em. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị nè. 40kg thì Ngọc Liên lấy size 14 nha cưng. Ngọc Liên, chị lên mẫu nào có size 14 em chốt nha. Rồi đẹp lắm luôn. Xanh size 5 cho Phương Quỳnh đi. Rồi ok Phương Quỳnh nè. Xanh size 5 cho Phương Quỳnh. Đẹp quá. Rồi Phương Quỳnh size 5 có 50.000 cho Phương Quỳnh là nha. Phương Quỳnh, Phương Quỳnh chia sẻ đi cưng, chị chưa thấy em á nha. Em chưa có chia sẻ cho chị á. Chia sẻ cho chị đi cưng. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị nè. Đẹp lắm luôn. Rồi cái mã này mới là xuất sắc nè mấy chị. Ôi cưng quá à mấy chị. Rồi xuất sắc quá. Đẹp lắm luôn á. Rồi bây giờ em lên cái mã xe hơi nè cả nhà mình ơi. Xuất sắc luôn. Sale cho mấy chế 55.000 luôn. 55.000, ai lấy chốt em xe hơi nha. Rồi đúng em luôn. Đọc sai mấy chị ơi. Em đọc sai nha, xe hơi. Rồi xe hơi kèm size cho em mấy chị. Rồi xe hơi, ai lấy xe hơi kèm size cho em nha. Size 4, 5, 6, 7, 8. Xe cho mấy chị 55.000. 9, 10, 11, 12, 13, 14 tới 40kg luôn á. Ai lấy size 14 á, là 40kg á. Xe cho mấy chị 67.000. Rồi đẹp lắm luôn. Rồi xe hơi cho Mộng Bùi nè. Ok rồi, nè Mộng Bùi nè. Xe hơi cho Mộng Bùi size xe 7 hơi. Nha. Xe hơi chị kèm chứ số 7 nha chị Mộng Bùi. Kèm thêm số 7 giùm em nha. Rồi ai lấy xe hơi nữa mấy chị rất ơi. Là đẹp luôn, xe hơi 13 cho Nguyễn Diệu luôn nè. Ok Nguyễn Diệu size 13 67.000, nhí có 55.000 à mấy chị ơi. Rồi xe hơi size 13 cho Nguyễn Diệu luôn 67.000. Đẹp lắm luôn mấy chị.
Mộng Bùi ơi, móc chốt cho thêm đi chị 67 nha cưng. 25kg xe hơi nhiêu? Trời ơi. Đâu? Ai hỏi? Ngọc Yến hãy hỏi. 25kg size 8 nha cưng. 25kg hả? Lấy size 8 đi. Chị lấy size 8 size 9 gì cũng được á. Chị lấy size 8 á thì là 55.000, lấy size 9 là thoải mái hơn á. 67.000. Trời ơi đẹp quá mấy chị ơi, xe hơi 6 cho Nguyễn Thị Dần luôn nè. Ok em luôn. Ngọc Yến hả? Ngọc Yến chị lấy size 9 thì cho thoải mái, 67.000. Rồi lấy size 6 cho Dần đi. Đẹp quá à, mấy chị ơi. Rồi chế nào lấy chốt em chữ xe hơi nha cưng. Đẹp lắm luôn nè. Nhanh tay lên chốt cho em mã xe hơi kèm size. Đẹp lắm cả nhà ơi. Bộ này xuất sắc mấy chị ơi. Bây giờ em có 4 5 6 7 8 nha. 4 5 6 7 8 á là sale cho mấy chị có 55.000 à. 9 10 11 12 13 14. Sale cho mấy chị 67.000. Trời Yến ơi, mấy cái mã này lúc nào cũng có size của em mà nãy giờ em chưa có chọn được bộ nào hết hả? Trời ơi, đẹp không à. Ngọc Yến ơi. Nói chung đó, Ngọc Yến ơi. Lấy thử đi cưng. Size 8 bên em á là 23 25 kg. Là sale cho mấy chị 55.000, còn size 9 á là 25 26 kg thì sale cho mấy chị 67.000. Đó chị muốn lấy size nào chị lấy. Đẹp lắm luôn. Nếu lấy size 9 thì cho thoải mái hơn. Nếu mà có 23 kg thì lấy size 8 thôi. Cho em xe không có cưng ơi, xe hơi 55.000 cưng ơi, không có 50.000 nha Yến. Đâu ơi nha. Đi, mấy chị ơi. Xe hơi 55.000 nha mấy chị. Xe hơi 55.000 có giá hết rồi mấy có chị. Có giá rồi cưng ơi, xe hơi 7 cho Ngọc Bích nè. Có giá hết có rồi mấy chị ơi. Ngọc Bích luôn đi Ngọc Bích. Bao rẻ luôn, khỏi trả giá mấy chị ơi. Em nói thiệt nếu mấy chị nào mua quen rồi đó là biết cái giá này siêu rẻ luôn rồi đó. Rồi Ngọc Bích có size 7 cho Ngọc Bích nha, Ngọc Bích có size 7 nha. Rồi ai lấy 55 xe nữa không? Em qua mẫu nha mấy chị. Ai lấy xe nữa không? Qua mẫu. Rất nha. Là đẹp luôn. Chế nào lấy nữa chốt lẻ cho em luôn mấy chị ơi. 3D siêu nhân mới đăng đi chị. Rồi qua mẫu mấy chế ơi. Rồi qua mẫu. Em có đọc giá nha mấy chị ơi. Cái giá này là chưa từng có. Cái bộ này có 40kg nè, nãy chị đầu hỏi có lấy không? Phải ok lắm chị, đẹp lắm luôn. Của Nguyễn Liên nè, đâu rồi? Liên đâu rồi? 40kg của Liên nè. Bộ xe hơi này có 40kg nè. Rất là đẹp luôn. Qua mẫu đi. Cho em xem mũ bé trai luôn đi chị Mộng Bùi. Rồi đợi xíu nha Mộng Bùi, đợi chị xíu nha. Rồi, không ấy. À, rồi lấy xe hơi size 8 cho Ngọc Yến đi. Rồi, 55.000 con không nghe. Rồi ok Ngọc Yến nè, Quỳnh Ngọc Yến nha. Rồi chị Yến có luôn cho Quỳnh Ngọc Yến có luôn nha chị ơi. Rồi 55.000 cho Yến này nha. Rồi Ngọc chị. Yến lên thông tin cho em luôn mấy chị ơi, số điện thoại địa chỉ luôn mấy chị ơi. Ai khách mới lên thông tin nha mấy chị. Trời rồi bây giờ em lên tiếp nè. Trời ơi đẹp lắm mấy chị ơi. Ôi đẹp lắm luôn nha. Rồi Superman cho em luôn. Superman nha. Superman 55.000. Ai lấy chốt cho em mã xanh Superman 55.000. Đẹp lắm luôn. Rất đẹp luôn. Nhanh tay lên chốt cho em mã xanh. Cái này là để đọc coi 5 với 6. Rồi 4, 5, 6 à. 4, 5, 6. Nhanh tay lên chốt cho em mã xanh 55.000. 4, 5, 6. Rồi 9, 10, 11, 12, 13, 14 mấy chị ơi. 9, 10, 11, 12, 13 9, 10, 11, 12, 13, 65.000. Rồi chế nào lấy chốt lẻ cho em luôn. 55, 65 mã xanh. Mã xanh cho em luôn. Đẹp lắm luôn. 55, 65 nha mấy chị ơi. Rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi. Ai lấy chốt cho em nha mấy chị. Ai lấy mã này chốt em mã xanh nha. Mã xanh 55. Ủa mẫu kia 50 mà 55 hả? Mẫu kia là mẫu nào cưng? Ánh Nguyệt. Rất là đẹp luôn mấy chị ơi, nhanh rồi, tay. Rồi mẫu mấy chị ơi. Ai lấy chốt lại cho em mã xanh nha. Rồi, trời mấy mẫu này đẹp lắm nè mấy chị. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị nè. Ôi cưng lắm mấy chị ơi. Rồi bây giờ em lên cá mập nha. Em lên cá mập nha. Rồi Ánh Nguyệt mã xanh 18kg còn. Còn size 6. Rồi chốt Ánh Nguyệt nha cưng, 55.000 mã 18kg cho Ánh Nguyệt nè. Rồi size 6 cho Ánh Nguyệt rồi. Rồi bây giờ em lên tiếp nha mấy chị. Cho cái mặt đẹp lắm mấy chế ơi. Ôi cưng quá mấy chị ơi. Rồi bây giờ em lên cái bộ cá mập nha. Xịn sò luôn. 3D, hàng 3D đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Sale cho mấy chị 55.000 cá mập. 5, đồ 7, đủ. 4, 5, 6, 7, 8, 55.000. Ai lấy chốt em mã cá mập nha. Đẹp xuất sắc luôn. 9, 10, 11, 12, 13, 14, tới 40kg luôn á. Xe cho mấy chị 67.000.
Rồi ai lấy nhanh tay chốt em cá mập nè. Ôi bộ 3D này xịn sò luôn mấy chế ơi. Mấy cái hàng này mẫu nào cũng đẹp hết trơn. Có size 7 của mộng mộng bùi nè, mộng bùi. Có size 7 của em nè. Ôi đẹp lắm mấy chị ơi. Nha, nhận hàng thích lắm luôn. Có size 13, 14, 12 luôn nè. Chị nào chưa lấy, lấy luôn đi. Rất là đẹp luôn á. Mấy chế nào lấy nhanh tay chốt em mấy bộ 3D này nè. Không lấy là hết hàng nha. Xuất sắc lắm luôn. Ai lấy chốt em mã cá mập kềm size nha mấy chị ơi. Cá mập kềm size. Nhanh tay lên chốt em cá mập kềm size đi mấy chị. Rồi qua mẫu nha. Ôi đẹp quá trời không ai lấy. Xuất sắc lắm luôn. Mấy cái bộ này mấy chị không có chê được cái điểm nào đâu. Rồi. Rồi qua mẫu đi mấy chị. Ai lấy chốt em cá mập nha mấy chị. Rồi bây giờ em lên sắc mắt nè. 4568. 4568 mã nhện. Trời ơi, 55.000 mã nhện cho em luôn. 9 10 12. 9 10 12 65.000. Rồi chế nào lấy chốt lẹ cho em luôn nha mấy chị. 9 10 12 65 size 4, đại á. Rồi 4568 mấy chị ơi, 4568. 4568 55.000. Rồi size 6 cho Ánh Nguyệt đi. 55.000 cho Ánh Nguyệt nha Ánh Nguyệt. Đẹp quá mấy chị. Rồi, Ánh Nguyệt chia sẻ cho chị đi Ánh Nguyệt. 9 10 12 ai lấy không mấy chị ơi? 9 10 12. Đẹp lắm luôn, rồi chốt cho Ánh Nguyệt rồi nha. 9 10 12 65 ngàn thôi. Rất rất đẹp luôn. 9 10 12 65 ngàn nha, size đại còn mấy bộ á. 9 10 12 65 ngàn cho em luôn. Cưng quá à, mấy chị ơi, rất là đẹp luôn á. Rồi qua mẫu nha mấy chị. Ôi đẹp quá mấy chị. Rồi size đại có ai lấy không? 9 10 12 nha. 9 10 12 65 ngàn. 9 10 12 65. Rồi bây giờ em lên tiếp bộ này cho mấy chị nè, đẹp lắm luôn. Trời ơi cưng quá. Rồi khủng long nha, mã khủng long. Chế nào lấy mã này nhanh tay chốt em khủng long nè mấy chị ơi. Bây giờ em còn 4 5 6 7 5 6 7 5 6 7 55.000, 5 6 7 đẹp lắm luôn. Rồi size đại size 10 với 13 mấy chị ơi, 10 với 13 10 với 13 65.000 thôi. 10 với 13 65.000, nhện sắc nắp 25 kg 55.000 nha cô Ngọc rồi, Yến. Rồi ok nhận. Rồi ok Ngọc Yến nha, 55.000 cho em. Size 8 cho Ngọc Yến luôn nha chị. Size 8 cho em á. 55.000 cho Ngọc Yến nè. Siêu rẻ luôn. Đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi nhện, ai lấy nhện? Ơ quên, ai lấy khủng long mấy chị. Khủng long bây giờ em còn 5 6 7 nha, 5 6 7 bích nè. Bọng bùi có 7 của bọng bùi nè, bọng bùi ơi. Có 7 nè, bọng bùi hết luôn anh chị. Đẹp lắm mấy chị ơi. 5 6 7 55.000 mã khủng long. Trời ơi bộ 3D này nó đẹp lắm luôn mấy chị ơi nha. Chị nào lấy cứ nhanh tay có size lên chốt nha em đọc size á, có size mấy chị chốt nha. Có size thì chốt, đẹp lắm. 5 6 7 à, 5 6 7 55.000. 9 10. 9 10 với 13. Rồi size đại 10 với size 13, sale 65.000, 10 với 13 size đại nha. Ngồi qua mẫu mấy chế ơi. Đẹp lắm luôn á. Để chị lên mẫu nào Ngọc Liên hỏi còn 14, size 14. À 14 rồi, rồi theo dõi đi em lên 14. Lên 14 cho Ngọc Liên, Ngọc Liên đợi chị xíu nha Ngọc Liên. Rồi đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi bây giờ em lên tiếp nè. Rồi bộ nào cũng đẹp hết trơn á. Mã cam cho em luôn. Mã cam 55.000 sale cho mấy chị luôn. 55.000. 457 457 55.000 cho em luôn. Chế nào lấy chốt em mã cam nha, Doraemon. Rồi ai lấy chốt cho em mã cam hay mã Doraemon cũng được. Doraemon đi, 457 đúng không? 4567 luôn á, 4567 luôn. 4567 có 55.000 nha mấy chị, nhanh tay chốt cho em mã cam mấy chị ơi. Có size 6 của chị của gì Ánh Nguyệt nè. Ánh Nguyệt đúng rồi, có size 7 của chị Bùi. Mộng Bùi. Mộng Bùi. 9 với 13, bộ này size đại, 9, bộ size 9 và bộ size 13, 65.000 mấy chế ơi. Rồi, size 9 với size 13 nha mấy chị. Bây giờ em còn size 9 với size 13 nha. Đẹp lắm luôn. Ai lấy chốt cho em mấy chị ơi. 55.000, 4, 5, 6, 7, 55.000 size đại, một bộ size 9 với một bộ size 13. Đẹp lắm mấy chị, không lấy uổng lắm luôn. Đôi rồi, cam 5 cho Phương Quỳnh nè. Phương Quỳnh, ok Phương Quỳnh nha. Phương Quỳnh có chia sẻ rồi nè. Đẹp lắm luôn. Rồi Phương Huỳnh nè, 55.000 nè. Trời ơi. Rồi, ai lấy cam nữa không? Ai lấy cam nữa không?
Ánh Nguyệt lên mũ có tay Superman trắng đi. Rồi nhanh tay lên mấy chị ơi, em qua mẫu nha, đẹp lắm mấy chị, rất là đẹp luôn. Rồi qua mẫu mấy chế ơi, cưng quá à cả nhà ơi, cả nhà. Rồi để em lên từ từ nha mấy chế. Ánh Nguyệt đợi chị xíu nha, Ánh Nguyệt chia sẻ cho chị đi cưng, chia sẻ cho chị đi, chị chưa có thấy em nè, chưa có hiện lên chia sẻ nha Ánh Nguyệt. Rồi bây giờ em lên tiếp nè, trời ơi đẹp quá mấy chế ơi. Ai lấy cái mã này chốt cho em mã cá mập nha, mã cá mập nha, 3D này nó siêu đẹp luôn mấy chị nha, cái 3D này nó đẹp lắm. Mã cá mập kèm size cho em luôn, em đọc size cho mấy chị nha, 4 năm, bây giờ em đọc mà 4 năm mà. Rồi bây giờ còn 4 năm mà mấy chị ơi, 4 năm mà nha, 4 năm, 55 ngàn, trời ơi đẹp lắm. 12, 13, 14, 65, hôm nay có bộ này có size 14 nè, chị nào hỏi Ngọc nè. Liên ơi, Ngọc Liên ơi, có 14 của Ngọc Liên nè, Ngọc Liên 12, 13, 14 có 65 ngàn luôn. Ai lấy chốt cho em đi ơi. cá mập vàng này đẹp lắm hả? Xuất sắc luôn, chứ sao đẹp, đẹp lắm luôn nè mấy chị ơi. 12, 13, 14 nè, Ngọc Liên ơi, Ngọc Liên đâu rồi cưng, có 14 đẹp lắm luôn, có size 14 nè, 65 ngàn nha mấy chị, 65 ngàn. Ai có size lên chốt cho em đi mấy chế ơi, chế nào có size lên chốt nha, em sale em bán để lấy lại tương tác thôi, nên cái giá này nó quá rẻ luôn, không ở đâu mà có cái giá này hết nha mấy chị. Cam 13 cho Ngọc Liên đi, cam 13, bộ cam okay. Ngọc Liên nha. Và 14 có lớn thì nhiều, có lớn nhiều không, em bé của em nhiêu ký vậy Liên, comment số ký số tuổi lên cho chị coi nha, chị cầm là chị tư vấn bây size giờ, cho giờ, em bây giờ này nè, bây giờ size 13, size 13 là 33 tới 36 ký, size 14 là tầm 37 tới 40 ký. Rồi bây giờ Ngọc Liên lấy thêm bộ cá mập 14, cam 13, okay. Cá mập 14. Nói chung 13, 14 thì lấy cũng được, nói chung thêm xích không có nhiều đâu chứ. 13, 14, ok. Rồi đẹp lắm luôn nè, chốt cho em hai tập tổng cộng là hai bộ, bộ 13, bộ 14 ha. 5 ngàn thôi. Rất là đẹp luôn. Có giấy nè. Chưa, đâu có giấy gì. Chưa giấy. Đẹp lắm luôn, 65 ngàn, rất là đẹp, ấy 67 ngàn. 65, bộ này 65 à. Bộ này 65 ngàn nha. Rồi. Rồi qua mập nha, qua mẫu mấy chị ơi, không lấy cá mập nữa, qua mẫu nha. Rồi bây giờ qua mẫu nha mấy chị, qua mẫu nha. Rồi bây giờ cá mập size đại em còn 12 với 14 nha mấy chị. À, 12 với 13 chứ. Rồi bây giờ cá mập ai lấy nè, cá mập bây giờ em còn 4 với 5, 4 với 5 nè, bộ này có size 5 của cái gì nè. Đẹp quá trời luôn á, của Quỳnh, như Quỳnh gì nè. Rồi qua mẫu mới chế ơi, lên mẫu này đẹp lắm mới chế. Em thấy có hai mẫu xuất gen mà chị. Rồi để em lên thôi. An nhiên. Rồi đợi chị xíu. Rồi đẹp lắm luôn. Bây giờ em lên cái bộ này cho mấy chị nè. Trời ơi cưng quá cả nhà ơi. Rồi cái mã nhện nha, cái mã nhện trắng này đẹp lắm luôn. Mã nhện trắng 55 ngàn, 4 năm. Cái mã này xuất sắc luôn, đủ 4, 5, 6, 7, 8. Nhanh tay lên chốt cho em. 55 ngàn, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 67 ngàn. Bộ này xuất sắc lắm luôn, rất là đẹp luôn, nhanh tay lên nha mấy chị ơi, ai lấy chốt cho em mã nhện trắng cực kỳ đẹp luôn. Đó, nhện trắng này ai hỏi nè mấy chị, còn mấy bộ rồi, ai cho có ai lấy chốt cho em, có ai lấy nhanh tay lên nha mấy chị ơi, để hết nha, có 55 ngàn thôi, nhện 55, 18 ký nè cho Ánh Nguyệt nè, có luôn nè Ánh Nguyệt nè, trời ơi đẹp lắm mấy chị ơi. Nhện trắng size 8, 55 ngàn cho Ngọc Mỹ có luôn, đẹp lắm mấy chị, rất rất là đẹp luôn, nhanh tay lên chốt đi để hết mấy chế ơi. Em nói thiệt mấy cái bộ này mấy chị nhận là mấy chị khoái lắm luôn á, đẹp lắm luôn, cái mã này nó đẹp quá trời chị, luôn coi. Từ từ đang lên, mới vừa lên. Rồi trắng 14 nè cho Ngọc Liên nè, 14 cho Ngọc Liên, 67 ngàn à mấy chị, đẹp xuất sắc luôn. Em không có cần quảng cáo nha mấy chị, mấy chị nào mua hàng bên em rồi là biết rồi, em không có cần quảng cáo cho cả nhà. Đây nó đẹp lắm mấy chị. Hàng này xuất sắc, cái bộ trắng nha. Này, cái bộ lâu lắm mấy cái mẫu nhện trắng này đẹp. Rồi cái nhện trắng này nó đẹp lắm hả, luôn á. À, cho Ngọc Liên size 14. Rồi ai lấy nhện nữa không mấy chế ơi, nhện ai lấy nó không? Trời nó cưng lắm mấy chị ơi. Ánh Nguyệt nha. Ơi, size 7 là tầm 19 ký tới 22 ký lận nha cưng. Em lấy size 6 là ok rồi nha. Size 6 là 16 tới 18 ký là ok rồi cưng. Ờ nhưng mà Vĩnh Nguyệt tại vì bự quá nó không có đẹp, nó rộng rình à, thun lạnh nó mát lắm. Hàng này nó mát lắm luôn. Chứ anh Nguyệt đã cho mấy đứa rồi mà có không? Cưng lắm luôn mấy chị ơi, cái hàng này nó đẹp lắm, mát rượi à. Co giãn nữa chứ bộ, đẹp lắm luôn mấy chị ơi nha. Rồi ai lấy nhện nữa mấy chị ơi, nhện đọc sai lại nha nha mấy chị. Nhện em còn 4, 5, 6, 7, 8.
sale cho mấy chị 55.000, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sale cho mấy chị 67.000 ha. Rồi qua mẫu nha cả nhà ơi, qua mẫu nha mấy chị, đẹp lắm luôn. Cô lên thêm đầm đi cô, trời ơi lên. Ủa em lên đầm nãy giờ. Lên đầm mà nãy giờ Yến không có chốt, lên hai mẫu rồi đó cưng. Chị lên hai, cô lên hai mẫu rồi đó. Lên thêm cho chế. Rồi bây giờ em lên cái mã xanh nha, mã sức game xanh đây, đẹp lắm luôn, đọc sai nhỉ. 4, 5, 6, 7, 8 đây, 55.000, nhanh tay lên chốt em mã xanh. Sweet Gen xanh nha, mẫu này mới nè mấy chị. Trời ơi, cưng quá mấy chị ơi. Nè An Nhiên hỏi không chứ? An Nhiên hỏi. Rồi An Nhiên lấy không chốt rồi đi chế. Trời ơi, mã xanh kèm size cho em đi mấy chị. 55.000, 55.000, 4, 5, 6, 7, 8, 55.000 nha. Rất là đẹp luôn. 4, 5, 6, 7, 8, 55.000 cho em luôn mấy chị. Mã xanh nha. Mẫu cô tông sắc mắt còn không cô Ánh Nguyệt. Trời ơi, còn nha. Còn. Rồi, ai lấy Sweet Game xanh lá này không? Hồi nãy là Sweet Game xanh dương ha. Cái này rồi, đâu nha. Rồi, đây nè. Đây, An Nhiên đâu rồi? An Nhiên ơi, đẹp lắm luôn. Nhanh tay chốt cho em mã xanh. 4, 5, 6, 7, 8, 55.000 cô ơi. Nhận trắng số 8 của con chốt chưa? Chốt rồi con, Ngọc Mỹ. Chốt rồi nha. Rồi Ngọc Mỹ chốt rồi chế ơi. Chốt 8. Rồi, chốt rồi. Cưng ơi, sub game xanh size 13 cho An Nhiên nè. Rồi An Nhiên có. Rồi có nha. Luôn cho An Nhiên nè. 67.000 An Nhiên nha. Ủa An Nhiên ơi, sao chị chưa có thấy em chia sẻ nha An Nhiên. An Nhiên ơi, chia sẻ An Nhiên cho ơi, chị ơi, đi. Tương tác với em đi chị. Chia sẻ cái livestream mà cho em về trang cá nhân giùm em đi. Em chốt cho chị giá 67.000 nha. Đẹp lắm luôn mấy chị nha, vô tương tác với em. Tương tác với em, em chốt đơn nha mấy chị. Tương tác với em mới chốt đơn nha mấy chị ơi. Tại bán không có lời luôn á. Bán rồi đây, bán không có lời, lấy tương lấy tác, tương tác thôi. Thôi. Hôm nay lấy tương tác thôi, bữa giờ là bán lấy tương tác hết á. Cái gì, mỗi sức đi. Mã xanh có 14, mã xanh nó có còn 14 có, không? Rồi 14. Có 14 với Ngọc Liên luôn nè. Ngọc Liên tương tác với chị luôn đi Ngọc Liên ơi. Chia sẻ cái livestream này về trang cá nhân cho em đi chị Ngọc Liên ơi. Sale có 67.000 tương tác với em đi mấy chế. Đó, bây giờ em nói ha, chị Ngọc Liên tương tác với lại An Nhiên nha. An Nhiên tương tác với chị luôn đi. An Nhiên ơi, khách cũ mà. An Nhiên là khách cũ nè. Khách quen mà bán rẻ quá à, mấy chị biết em quá rồi. Ừ, đó. Rồi, ai lấy mã xanh đó mấy chế. Rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn nha mấy chị. Rồi, chế nào lấy xanh, chốt xanh cho em. Kèm size mấy chị ơi. Mã xanh nè, 4, 5, 6, 7, 8, 55 ngàn. 9, 10, 11, 12, 13, 14 mấy chị ơi. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 67.000 em chia sẻ rồi à chị. Rồi ok chị, rồi ờ, ok em. Rồi qua mẫu nha mấy chị. Rồi còn Ngọc Liên nha, Ngọc Liên nhớ chia sẻ cho chị đi Ngọc Liên ơi. Ngồi đây bán không có lời nha mấy chị. Em lấy tương tác đó mấy chị, em nói gì là mấy chị biết rồi, hiểu rồi đó. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị nè, trời ơi đẹp lắm luôn. À, bây giờ em lên hàng cô tông nha mấy chị, lên hàng cô tông nha. Nè chị nào hỏi nè, chốt cho em luôn đi. Ánh Nguyệt nè, Ánh Nguyệt ơi, lên cô tông đây, đẹp lắm luôn. Rồi chế nào lấy nè, ai lấy chốt cho em mã xanh Adidas cho mấy chị. Mã xanh kèm size nha, mã xanh kèm size, đẹp lắm luôn. Yến đợi cô xíu, cô lên cái đầm cho Yến luôn. Đầm mà lấy coi mẫu nha. Đẹp lắm luôn. Ai lấy chốt em mã xanh nha, 41.000, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 41.000. 9, 10, 11, 12, 13, 14, tới 40kg luôn, 52.000. Rồi, nhanh tay lên nha mấy chị ơi, size đại 52.000. Rồi, pin hết pin. Size đại 52.000. Nãy giờ lấy ra lấy. Nhí 41.000 nha mấy chị ơi. Mã Nike đi em lấy. Rồi mã Nike của em nhớ comment size cho chị nha. Size 6 nha Ánh Nguyệt. Nhớ comment size cho chị để nhiều khi chị quên đó Nguyệt ơi. Rồi size 6 mã nha Ánh Nguyệt nè. Mã Adidas đó. Ui quên này, Adidas không phải Nike cưng. Adidas cưng. Adidas kèm size cả nhà ơi, cưng quá trời luôn. Chị nào lấy chốt em mã xanh đi nha. 41.000, nhí 41.000, đại 52.000. Rồi em qua mẫu nha mấy chị. 41, 52. Rồi qua mẫu. Đưa lên mẫu khác nha. Rồi bây giờ em lên tiếp đầm nha. Trời ơi cưng quá à. Rồi đầm bé gái nha mấy chị. Sale cho mấy chị size nhí 60, size đại 70. Đẹp lắm luôn. Rồi chế nào lấy đầm bé gái nhanh tay chốt cho em nha. Cưng lắm mấy chị rồi, ơi. Rồi size 4, 5, 6, 7, 8, sale 60.000. 9, 10, 11, 12, 13, 14, sale 70.000. Rồi đây đâu rồi, Quỳnh Ngọc Yến đâu rồi. Yến ơi, đây lên đầm lại cho em nha. Nhanh tay lên chốt cho em nha. Đẹp lắm mấy chị ơi.
xuất sắc lắm luôn. 60-70 nè cả nhà. Nhí 60, 10kg tới 25kg 60 ngàn nha. Chị nào lấy đầm chốt đầm cho em luôn nha. Size đại á, là 70, size đại 70, nhí 60. Đẹp lắm mấy chị ơi, rất là đẹp luôn á. Đầm là em có tới 40kg á lận nha mấy chị. Đầm là em có 40kg. Đâu rồi Ngọc Yến đâu, Ngọc Yến. Đẹp lắm luôn rồi, bây giờ em qua mẫu nha mấy chị. Rồi lên tiếp cho mấy chị nè. Trời ơi đẹp quá. Ôi cưng quá à. Ai lấy mã này chốt cho em đi mấy chị. Bộ Sonic xanh nha, Sonic xanh. Đẹp lắm 4, luôn. 4567 nha. 4567. Rồi ok Ngọc Liên. 4567, sale 55 ngàn. 10, 11, 12, 13. 10, 11, 12, 13. Sale cho mấy chị 65 ngàn. 65 ngàn. Nhanh tay lên nè mấy chị. Liên ơi, bộ này có 13 nè, có lấy luôn không Liên? Cái đầm 15kg 60 ngàn cho Ngọc Yến đi. Rồi Ngọc Yến có luôn size 5. Rồi size 5 cho Ngọc Yến nha, 60 ngàn rồi nha Quỳnh Ngọc Yến. Đẹp quá à mấy chị ơi. Rồi cái đầm xanh 16kg cho An Nhiên luôn. Rồi An Nhiên size 6 luôn. Đẹp quá mấy chị ơi, có 60 à. Đẹp rồi lắm, cái đầm này nó đẹp lắm luôn mấy chị. Size 5 nè, cho Ngọc Yến nè. Cái đầm size 6. Size 6 cho An Nhiên luôn, 60 rồi, ngàn. Rồi ok, đầm ai lấy nữa mấy chị ơi. Mấy chị nhận đầm rồi là mấy chị thích lắm luôn, em nói thiệt luôn á mấy chị. Nhận cái đầm này mấy chị cũng thích lắm luôn á nha. Rất là đẹp luôn. Bây giờ nhanh tay lên, bây giờ em còn xa bộ này là còn lớn nhất là 36kg nha mấy chị. 36kg nha. Lớn nhất là còn 36kg nha mấy chị ơi. Rồi cái bộ Sonic xanh này bây giờ em còn size 4, 5, 6, 7 nha mấy chị. 55 ngàn. Xe đại 10, 11, 12, 13, xe cho mấy chị 65 ngàn. Rồi đẹp lắm luôn nha mấy chị ơi. Rồi qua mẫu nha, ai lấy mã xanh thì Sonic này không mấy chị. Rồi ai lấy chốt cho em mã xanh Sonic đi mấy chị, đẹp lắm luôn. Rồi qua mẫu em mấy chị. Rồi bây giờ em lên tiếp cái bộ này cho mấy chị nha, cưng lắm luôn á. Bộ này lên rồi. Rồi bây giờ em lên là bộ khủng long. Khủng long, ai lấy khủng long kèm size cho em đi mấy chị ơi. Khủng long nha, 55 ngàn. Nhí 55 ngàn, đại 67 ngàn. Mã khủng long. Ôi đẹp lắm, bộ 3D hoạt hình. 3D hoạt hình nha cả nhà, đẹp xuất sắc luôn. Rồi chế nào lấy chốt lại cho em luôn nha mấy chị ơi. Xuất sắc luôn mấy chị. Size 13 là 33 tới 36kg á Ngọc Liên. Chế nào lấy chốt em mã khủng long nha. Mấy chị khủng long kèm size cho em 55 ngàn luôn. Đại 67 ngàn. Nhí 55, đại 67, 45678. 45678. Khủng long này xuất sắc quá à. Cưng quá à mấy chị. Khủng long này An Nhiên lấy chưa chế? An Nhiên có lấy khủng long không? An Nhiên bộ này đẹp lắm luôn á mấy chị ơi. Mấy cái bộ này em nói thiệt luôn á, bộ nào cũng đẹp hết trơn á. Mấy cái hàng này kỳ này rất là đẹp luôn ha, hình đẹp quá mấy chị ơi. Khủng long em còn. Khủng long số 8 cho Ngọc Mỹ nè. Ok Ngọc Mỹ nha mấy chị. Kỳ này mấy cái mẫu này hình nào cũng đẹp còn hết luôn á. Không. Rồi ai lấy khủng long đó mấy chị ơi. Khủng long em còn 4, 5, 6, 7, 8 nha mấy chị. 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14 luôn. Rồi chốt với Ngọc Mỹ rồi nha. Gương size 8 có 55 ngàn à mấy chị ơi. Rồi qua mẫu. Em lên mẫu khác nha cả nhà. Rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ em lên cái đầm này nữa cho mấy chị nè. Trời ơi đẹp lắm luôn mấy chị. Ôi đẹp xuất sắc luôn. Cái đầm này đẹp lắm luôn mấy chị ơi nha. Cái tai này nó đẹp lắm luôn. Nó mai cái tai đẹp lắm luôn á. Em xem mấy chị 60-70 luôn. Nhí 60, đại 70. Ai lấy chốt cho em đầm cam bé gái. Đầm cam bé gái nha mấy chị. Đầm cam bé gái. Ai lấy nhanh tay chốt lẹ cho em luôn. Chiều mấy giờ con qua lấy hàng được cô. Rất là đẹp luôn. Nhanh tay lên chốt cho em nha. Mã cam. Mã cam kèm size mấy chị 60-70. Trời An Nhiên ơi, cái đầm này cho bé luôn nè. An Nhiên đẹp quá à. Rất là đẹp luôn. Ngọc Yến có size 5 nè. Ngọc Yến ơi, có size 6 của An Nhiên luôn nè. Chị lấy luôn không? Ồ An Nhiên ơi, lấy chốt cái mã này luôn đi cưng. Đẹp lắm luôn á. Rồi chế nào lấy đầm nhanh tay lên nha. 60-70 luôn nha. Nhí 60, đại 70. Đầm cam cho em luôn. Rồi qua mẫu nha mấy chị. Rất là đẹp. Mấy bộ đầm này là mấy chị đừng có bỏ qua. Đẹp lắm. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị nha. Cưng quá luôn. Rồi cái mã nai nè. Nai xám 41 ngàn. Ai lấy chốt cho em mã nai xám. Bộ xám đi mấy chị nha. Mã xám cho em luôn. Mẫu nào cũng đẹp.
Rất là đẹp luôn. Ai lấy chốt lại cho em mã xám nha. Lấy thêm cái đầm nó đi An Nhiên. Cái đầm nó đẹp lắm luôn với cưng ơi. Mã nai đẹp là chị nào lấy không? Rồi chế nào lấy chốt cho em mã nai xám nha. 41.000 size nhí, 52.000 size đại. Ôi đẹp quá trời luôn. Chế nào lấy chốt em mã xám kèm size mấy chị. Mã xám đi nha. Xám 8 kg tới 40 kg nè. Em đang lên hàng cô tông. Chế nào lấy chốt lẹ cho em luôn. Ồ đẹp lắm luôn nè. Rồi chế nào lấy chốt xám cho em nha. Ánh Nguyệt có lấy bộ này không chị? Cưng ơi Mấy là chị cưng phong luôn chị nè. Bộ này phong ta. Rồi qua mẫu nha mấy chị. Rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi. Ngọc Liên comment nè. Cao 1m10. À, nặng 40 kg nhưng bé có hơi bụng, có bụng bé mặc size 14 vừa không chế. Được. Trời ơi ok rồi cưng ơi. Xám 18 kg cho Ánh Nguyệt được nha Liên ơi. Xám 18 kg. Ai lấy nữa không? Nhanh tay chốt em nhí có 41.000 nha mấy chị. Nhí em có 41.000, đại em sale có 52.000 à. 41, 52 qua mẫu nha mấy chị. Rồi em qua mẫu nha cả nhà ơi. Trần Ý Phương lấy em hai bộ ở trên 22 kg. Trần Ý Phương hai bộ ở trên, hai bộ ở trên để lấy cái xe xuống nó giới thiệu cho Trần Ý Phương đi. Hai bộ trên bộ nào? Hai bộ ở trên bộ nào Ý Phương? Bộ chữ hả? Em lấy mẫu nào comment lên để chị lên cho em đi. Bộ này đúng không? Bộ chú khỉ đúng không? Rồi đẹp lắm luôn. Rồi bộ này xem 105.000 luôn. Bộ này sale em 105.000 nha. Có hai màu rất là đẹp luôn. Đây là hàng Quảng Châu cô tông cao cấp đẹp lắm luôn. Có trắng trắng với lại xanh đen. Em muốn lấy cái nào? Đúng rồi chị, 22 kg. Rồi có luôn. Vậy hai bộ luôn ha. Hai bộ cho Trần Ý Phương nè. Trần Ý Phương lấy hai bộ, một bộ xanh đen, bộ trắng không ha. 105.000 sale cho em 105.000 luôn á Ý Phương. Bộ này 120 nha chị. Bộ đó chị đang bán 120 á mấy chị. Rồi hai bộ 22 kg cho Trần Ý Phương. Bộ cô tông Quảng Châu nó đẹp lắm á, chị đang muốn lấy không? Cái bộ đó em mới cầm ở bộ chú khỉ á. Yeah, xe cho em 105. Siêu xịn sò luôn. Bộ đó là khỏi chê. Rồi Ý Phương lên thông tin cho chị nha Ý Phương. Trần Ý Phương nè. Rất là đẹp luôn. À sát nách ở sau bao nhiêu hả Ánh Nguyệt? Sát nách. À đây trời ơi, bộ này là khỏi nói luôn, xịn sò luôn. Hàng này hàng cao cấp không à mấy chị ơi nha. 18 kg của hả? Rất là đẹp luôn. Ừ, của Ánh Nguyệt á. 18 kg 155.000, giảm 10.000 còn 145. Rồi của Ánh Nguyệt là giảm 10.000 cho Ánh Nguyệt 145, có 4 màu nha, đẹp lắm luôn. Đây, rất là đẹp luôn. À 18 kg có 3 màu ha. 3 màu này ha. Rồi 18 kg của Ánh Nguyệt là chỉ còn 3 màu nè. Giảm em 10.000 còn 145 nha. Trắng, xám với lại xanh. Đẹp lắm luôn. Đó lấy chốt cho chị Ánh Nguyệt. Bộ này là xịn sò luôn, khỏi nói nha. Rồi qua mẫu nha mấy chị ơi. 22 hay 23 cái cũng được nhé chị. Rồi ok Trần Ý Phương nè. Rồi giờ lên tiếp cái bộ này cho mấy chị nè. Đẹp lắm luôn. Ôi cưng chưa. Rồi bây giờ em lên tiếp bộ 3D nha mấy chị. Thun lạnh 3D nha. Rồi ai lấy chốt cho em bộ xanh khổng lồ nè. Đẹp lắm luôn. Sale cho mấy chị 50.000 luôn. 4567 4567 50.000 4567 đẹp xuất sắc luôn. Chế nào lấy nhanh tay chốt em mã xanh nha mấy chị. 4567 sale có 50.000 thôi. Rồi, size đại là 9 10 11 13 mấy chị ơi, 9 10 11 13 sale cho mấy chị 65.000. 9 10 11 13 65.000 nhanh tay lên chốt đại lẻ cho em luôn. 9 10 11 13 65. Đẹp lắm luôn. 4567 Mộng Bùi ơi, còn coi like không vậy Mộng Bùi? Còn coi like không vậy? Đẹp lắm luôn. Mấy cái mẫu này có size 7 nè. Trời ơi đẹp quá trời luôn. 4567 nè mấy chị, sale có 50 à. 9 10 11 12 13 65.000 luôn. Nhí 50 đại 65. Đẹp lắm mấy bộ này, đẹp lắm luôn mấy chị. Ai có size lên chốt rồi để hết á cả nhà ơi. Đẹp xuất sắc luôn. Rồi chế nào lấy chốt em mã xanh khổng lồ nha mấy chị nha. Bộ khổng lồ xanh đẹp quá trời luôn. Cưng ấm luôn á. Ánh Nguyệt có lấy bộ đó cho bé không? Bộ đó là quá xịn sò luôn á cưng. Bộ đó là không có chê đâu. Không chê được điểm nào á. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị nè. Đẹp lắm.
Ai lấy mã này chốt em mã vàng nha. Em đang lên hoạt hình nha mấy chị ơi. Medion, Medion nè. Siêu đẹp luôn. Nhí sale 55 ngàn. Nhí 55 đủ không? Đủ. 4, 5, 6, 7, 8, 55 ngàn. Ồ, đẹp lắm luôn mấy chị. Để gần cho cả nhà mình xem nha. Ôi, đẹp xuất sắc luôn. Mấy hàng 3D này nó đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Ai lấy chốt cho em mã vàng kèm size nhí em sale có 55 ngàn thôi. Đại là sale 67 ngàn. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 67 ngàn. Rồi, ai lấy chốt em mã vàng kèm size mấy chị. Vàng kèm size 3D nha. Khung lạnh 3D. Đẹp lắm luôn. Rồi, nhanh tay lên chốt cho em mã vàng Million nha mấy chị. Bộ Million đẹp quá mấy chế ơi. Nhí 55 đại 67. 10kg tới 40kg. Mã này em có từ 10kg tới 40kg. Rồi, qua mẫu nha mấy chị. Vàng 14 cho Ngọc Liên đi. Okay. Vàng 14 cho Ngọc Liên 67 ngàn. Trời ơi, đẹp quá trời. Rồi, size 14 nha Ngọc Liên nha. Bộ này xịn sò lắm mấy chế ơi. Mấy cái bộ này đẹp lắm. TT vàng 19 50, 19kg 55 ngàn TT. Rồi, ok TT nè. Rồi, mấy bộ này đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Rồi, ok TT, chốt đi TT 55 ngàn. Đẹp lắm. TT chia sẻ cho chị đi TT. Đẹp lắm luôn nha mấy chị. Rồi, TT nè, 55 ngàn. TT chia sẻ cho chị cái livestream này vào năm hội nhóm với một lần về trang cá nhân nha, là sẽ chốt hàng giá sỉ á. Chị đang bán là giá sỉ để lấy lại tương tác thôi nha mấy chị. Bán không có lời, lấy lại tương tác thôi. Rồi mấy chị cứ chia sẻ cho em nha, đủ điều kiện mấy chị chốt hàng thoải mái luôn. Rồi qua mẫu nha, để lên mẫu nào có 19kg cho TT chốt nha. Rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ em lên tiếp bộ 3D sát nách nha. Đẹp lắm luôn cả nhà mình ơi. Nhí em sale cho mấy chị 50 ngàn luôn nha. Nhí em sale 50 ngàn. 4, 5, 6, 7, 8, 50 ngàn. Rồi TT lên thông tin giùm em. Đẹp lắm luôn mấy chị. Rất là đẹp luôn. Rồi cảm ơn em nha An Nhiên. Rồi nhanh tay lên nha mấy chị. Đẹp quá à. Ai lấy chốt em mã đỏ nha. Ai lấy chốt em mã đỏ kèm size nè mấy chị nha. Bộ đỏ người sắt đẹp lắm luôn. Đỏ người sắt kèm size. Bộ này có size 7 của TT nè. Chốt luôn chứ 19kg size 7 nha chị TT. À, hồi nãy Ngọc Liên đấy có là chốt bộ size 13 đó. Kiếm bộ nào sắt đổi xài lại size 14 với Ngọc Liên. Cái bộ đó sợ vừa. Rồi ok Ngọc Liên nha. Ok em. Rồi nhanh tay lên nha mấy chị. Chế nào lấy chốt cho em mã đỏ nha. Mã đỏ kèm size mấy chị ơi. 50 ngàn. 4, 5, 6, 7, 8. 50 ngàn. Đẹp xuất sắc luôn. Nhanh tay lên chốt cho em nè. Bộ này có size 7, 19kg của TT nè. Hốt luôn chế. TT ơi, 50 ngàn à. Cưng có 50 ngàn nha mấy chị. Đẹp lắm luôn. Rất là đẹp luôn. Mấy chị có chia sẻ cho em đầy đủ là mấy chị chốt hàng giá sỉ nha mấy chị. Mã này có size 19kg của TT nè. 50. Rồi ai lấy chốt lại cho em size đại 65 ngàn nha. Size đại 65 ngàn. Đẹp lắm luôn. Siêu nhân mà chị đăng còn không? TT. Siêu nhân mà chị đăng. Đẹp quá trời luôn. Rồi bây giờ ai lấy chốt em mã đỏ nha mấy chị. Mã đỏ kèm size. Rồi qua mẫu. Lấy em bộ đỏ 50 rồi ok 19kg cho TT á. Ok. TT nhớ comment size chị đi cưng, size 7 nha cưng. Để nhiều khi chị quên á. Rồi 50 ngàn. Đẹp quá. Rồi qua mẫu nha mấy chị. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị nha. Đẹp xuất sắc luôn. Rồi bây giờ em lên tiếp mã nhện. Nhện trắng nè mấy chị. Nhện trắng nè, sale 55 ngàn. 4, 5, 6, 7, 8, 55 ngàn. Rồi chế nào lấy chốt em mã nhện nha. Bộ nhện trắng đẹp lắm luôn. Bộ này có size 7 của TT nè. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 67 ngàn. Đẹp quá cả nhà ơi cả nhà. Bộ này quá đẹp luôn. Mẫu nào nói chung mẫu nào cũng đẹp hết trơn á mấy chị nha. Cái mẫu này mẫu mới về mẫu nào cũng đẹp hết trơn. Có size 7 của TT nữa nè. Đẹp xuất sắc luôn. Rồi cả nhà nhanh tay chốt với em mã nhện trắng. Sale cho mấy chị 55 ngàn. 55 ngàn thôi.
9, 10, 11, 12, 13, 14, 67 ngàn nha mấy chị ơi. 67 ngàn. Rất là đẹp luôn. Rồi nhận nhận cho Titi size 7. 55 ngàn. Rồi Titi chia sẻ cho chị đi Titi nha, chia sẻ về trang cá nhân. Ê, chia sẻ cho chị cái livestream này vào năm hội nhóm đi. Với một lần về trang cá nhân nha Titi. Chị đang ngồi đây bán lấy lại tương tác á, nên em chia sẻ cho chị. À, lấy con thêm bộ đó 40 kg. Bộ này còn 40 kg không? Ai? Ánh Nguyệt á, Ánh Nguyệt. Ánh Nguyệt hả? Ừ. Đây còn. Đẹp lắm luôn. Rồi bây giờ ai lấy nữa chốt lại cho em luôn nha. Rất là đẹp luôn. Rồi cảm ơn em nha, em chia sẻ rồi. Rồi qua mẫu nha mấy chị ơi. Ok, ok. Rồi ok Ánh Nguyệt nha. Chốt cho con thêm bộ này 40 kg nữa nè. Sale cho con 67 ngàn. Rồi Ánh Nguyệt có 40 kg cho Ánh Nguyệt luôn. Rồi qua mẫu nha mấy chị. 67 ngàn cho Ánh Nguyệt nha. Rồi. Rồi ai lấy nhện nữa ơi, qua mẫu nha. Nhện giờ còn lớn nhất 13 thôi mấy chế ơi. Rồi ai lấy nhện chốt nhện cho em nha mấy chị ơi. Chị nào lấy nhện chốt nhện cho em nha. Trời ơi nó đẹp lắm mấy chị ơi nha. Siêu đẹp luôn á. Phải nói là siêu đẹp luôn. Nhí có 55 ngàn thôi. Nhí có 55 ngàn nha. Đại 67 ngàn còn siêu nhân nữa không chị Ti Ti? Rồi có để rồi, đợi Ti Ti đợi chị xíu nha. Rồi qua mẫu nha mấy chị. Rồi lên tiếp bộ này cho mấy chị nè, đẹp lắm luôn, xe hơi, xe hơi. Ôi cưng quá. Rồi nhanh tay lên cho mấy chị ơi, xe hơi nhí 55 ngàn, nhí 55 ngàn mã xe cho em luôn. 4, 5, 6, 7, 55 ngàn, ai lấy? 9, 10. Size 9 với size 10, 67 ngàn, 65 ngàn. Bây giờ size đại em còn size 9 với size 10, chế nào lấy chốt cho em luôn nha. Trời bộ đẹp lắm. Nhí 55 đại 65. 4, 5, 6, 7, 9, 10. Ai lấy chốt cho em mã xe hơi 9 với 10, 65 ngàn. Cái bộ đẹp lắm mấy chị ơi. Bộ này có 7 nè Ti Ti. Bộ xe hơi có 7 nè. Có lấy không? Đẹp lắm mấy chị ơi nha. Xuất sắc luôn. Nói chung mấy cái bộ này bộ nào cũng đẹp hết trơn á. Cái mẫu này mẫu nào cũng đẹp hết mấy chị. Rồi em qua mẫu nha, ai lấy chốt em xe hơi nha. Xe đại còn có 2 bộ à. Bộ xe 9 với bộ xe 10. Rất là đẹp luôn á. Đẹp lắm luôn. Rồi qua mẫu nha mấy chị ơi, qua mẫu nha. Không, mình đây hết size 7 còn size 8. Em lên cái mẫu này cho mấy chị nha, đẹp lắm. Rồi xe hơi size 7 cho Ti Ti luôn nè. Đẹp, bộ nó đẹp lắm. 55 ngàn. Rồi chốt cho Ti Ti rồi nha Ti Ti, 55 ngàn cho Ti Ti nè. Trời ơi đẹp quá mấy chị ơi, không lấy là nó hết hàng á. Em sale quá rẻ luôn à. Chị có chia sẻ cho em là mấy chị chốt hàng thoải mái. Rồi qua mẫu nha mấy chị ơi, qua mẫu nha. Rồi bây giờ lên cái bộ này cho mấy chị nè, đẹp lắm luôn. Bộ xúc gen xanh còn không chị? Còn không cô, bộ xúc gen xanh Ánh Nguyệt á. Ánh Nguyệt. Rồi Ánh Nguyệt đợi đợi cô xíu. Ánh Nguyệt xúc gen xanh. Rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ lên cái mã này nữa cho mấy chị nè. Rồi mã khổng lồ, mã khổng lồ, khổng lồ xanh 55 ngàn. Ai lấy nhanh tay chốt cho em khổng lồ nha mấy chị. Khổng lồ 55 ngàn. 4, 5, 6, 7. Hết 8 rồi. 4, 5, 6, 7 55 ngàn. Trời đẹp lắm Ti Ti. Bộ này đẹp quá trời luôn. Chế nào có size lên chốt cho em đi. 4, 5, 6, 7 55 ngàn. 9 đọc xe đại. 9, 10, 11, 13. 9, 10, 11, 13 65 ngàn.
Rồi, 9, 10, 11, 13. Ai lấy chốt lại cho em mã xanh nha mấy chị. Xin hùng nè mấy chị. Rất là đẹp luôn. Xin hùng khổng lồ xanh nè. Ôi, mấy cái bộ này đẹp lắm luôn á mấy chị ơi nha. Em đang lên mấy cái mẫu siêu nhân nè. Khổng lồ xanh kèm size cho em luôn. 9, 10, 11, 13. 9, 10, 11, 13. 65 ngàn nhí. 55 ngàn. Rồi, qua mẫu nha mấy chị. Rồi em qua mẫu, ai lấy chốt cho em mã xanh. Đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị nha. Ồ, đẹp lắm luôn. Đây bộ sức game xanh đây. 456 55 ngàn. 456. Chị nào lấy chốt lẹ cho em luôn. 456 55 ngàn. Rồi xoay đại em còn 9, 12, 13, 14. 9, 12, 13, 14. 67 ngàn. Bộ này có size 6 của chị Ánh Nguyệt, có size 14 của chị Ngọc Liên. Đẹp lắm luôn á. Rồi chế nào lấy nhanh tay chốt cho em nha. Mã xanh, bộ sức game xanh nè mấy chị. Rồi bộ này xịn sò lắm luôn. Ôi cưng quá luôn á. Ai lấy chốt lẻ cho em luôn nha. Ai lấy chốt lẻ cho em mã xanh. Mã xanh nè, mã xanh bộ đó cho mã. Lấy em bộ đó. Rất là đẹp luôn. Ánh Nguyệt ơi, bây giờ em lấy size mấy? Nãy em comment 2 size, giờ chị không biết em lấy size nào. 18kg phải không? Size 6 đi. Lấy size 6 nha, lấy size 6 cho Ánh Nguyệt nha. Lấy con bộ đó. Rồi, size 6 cho Ánh Nguyệt nè. Đẹp quá mấy bộ chị. Bộ này ơi. Có 9, 12, 13, 14 mấy chị ơi. 9, 12, 13, 14 nè, ai lấy không? Rồi, size 6 cho Ánh Nguyệt rồi nha con. Rồi, ok con. 55, 67 ngàn. Rồi, 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 đổi cho Ngọc Liên. Bộ này 14 cho Ngọc Liên nha. Rồi, rồi okay, ok, ok, Ngọc Liên. 87 ngàn, ok. 87 ngàn cho Ngọc Liên rồi, đổi cho em rồi đấy. Mình là xịn sò luôn á mấy chế ơi. Chế nào có size lên chốt cho em nha mấy chị. Nha mấy chị có chia sẻ cho em đi, vô tương tác với em đi là em bán giá sỉ cho mấy chị luôn á. Giá sỉ, có những mẫu là dưới giá sỉ luôn mấy chị. Đẹp lắm luôn. Yến Hồng bộ xanh 17kg. Để gì coi còn không nha. Yến Hồng bộ xanh còn 17kg không? Ok. Rồi ok, Yến Hồng nè. Yến Hồng có nha, Yến Hồng mới vô. Đẹp quá trời luôn. 55 ngàn cho Yến Hồng nè. Rồi Yến Hồng có đơn nha cưng. Rồi Yến Hồng lên thông tin cho em. Đẹp lắm luôn. Rồi chế nào lấy nữa chốt em mã xanh nha mấy chị ơi. Rất là đẹp luôn. Chị đang dơ lên là size 4 nha cưng. Chị đang dơ lên là bộ size 4 nha TT. Đẹp quá trời luôn. Nhanh tay chốt cho em mã xanh đi mấy chị ơi. Mã xanh size... Em đang dơ lên cái mã này là size 4. Đẹp lắm. Rồi qua mẫu nha cả nhà. Rồi qua mẫu mấy chị ơi. Rồi qua mẫu, qua mẫu. Yến Hồng ơi, thun lạnh 3D cao cấp nha cưng. Hàng bên chị là thun lạnh 3D là hàng cao cấp nha, không có hàng thường nha. Rồi bây giờ em lên tiếp nè mấy chị. Đẹp lắm luôn. Trời, bộ đẹp quá. Cảm ơn hết. Chế nào mua rồi là biết, không cần em quảng cáo nha. Rồi bây giờ ai lấy bộ này chốt cho em mã vàng đi. Bộ Among Us nè. Nhí 55 ngàn luôn. Mã vàng kèm size. Nhí 55 ngàn. 456, 456. Em còn 456, 55 ngàn. Bộ này có size của Yến Hồng nè cưng. Đẹp quá trời luôn, 17kg nè. 456, 55 ngàn luôn. Mã vàng. Ôi xịn sò lắm luôn nha mấy chế. Yến Hồng ơi. Có nè, chị gì cũng có. Rồi mã vàng cho Yến Hồng có Ánh nha Nguyệt, cưng. Ánh Nguyệt có luôn. Ánh Nguyệt cũng còn luôn rồi nha. Ánh Nguyệt có lấy thì lấy liền để hết hàng nha cưng. À lấy mã vàng không? Mã vàng cho em kèm size nè. Yến Hồng có nè. Mã có. Vàng này size đại em còn size 12 nha mấy chị. Size 12 sale 67 ngàn. Yến Hồng chia sẻ cho chị đi Yến Hồng ơi nha. 55 ngàn. Yến Hồng chia sẻ cái livestream này về năm hội nhóm với một lần về trang cá nhân nha, là sẽ chốt hàng giá sỉ nha cưng. Chị ba đang bán là ngồi đây lấy tương tác á, nên chia sẻ cho chị đi. Đẹp lắm luôn á. À lấy mã vàng nữa mấy chị. Rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi. Chưa đâu TT ơi, mã này mới lên nè. À. Đẹp quá à TT, lấy chốt nè, đẹp xuất sắc luôn. Không, mã này không có size 7 đâu. Hết size 7 rồi. Thôi mã này hết rồi cưng, hết size của bé rồi.
Rồi chế nào lấy chốt lại cho em mã vàng nha cả nhà ơi, mã vàng kèm size nha. Rồi qua mẫu đi mấy chế. Bộ này còn size 12 nha, sao mấy chị ơi, size đại còn size 12 nha. Rất là đẹp luôn. Rồi nhanh tay chốt cho em mã vàng. Rồi qua mẫu đi. Qua mẫu size đại còn size 12, chị nào lấy chốt cho em luôn. Ánh Nguyệt còn bộ Ánh Nguyệt nè, Ánh Nguyệt có lấy không? Mấy chị cứ lấy thoải mái đi ha, chút em chút đơn á, nếu mà có trùng á thì em sẽ bỏ ra cho mấy chị cho, nhưng mà thường á mỗi mẫu em có một bộ hai bộ mà mới không có nhiều đâu nên ít khi nào trùng lắm. Trùng là em sẽ tự động bỏ ra cho chị chứ em không có giao hai bộ giống nhau đâu, mấy chị yên tâm. Lấy cho em bộ này 18 kg đó cho Titi nè. Rồi ok Titi nè. Ừ. Size 6 nha Titi nha, Titi. Nãy chốt size 7 giờ em lấy 18 kg, chị lấy size 6 cho em. Đẹp quá. Rồi của Titi có nè, size 6. Ok Titi luôn. Mấy chị cứ yên tâm, cứ lấy thoải mái đi, một chút mà em soạn đơn á nó có trùng hai cái mẫu giống nhau á là em bỏ ra cho. Chứ không có giao hai bộ giống nhau đâu. Đúng size em giao, đúng size đúng mẫu, mấy chị yên tâm đi, bên em là khỏi cần lo mấy cái đó. Rồi qua mẫu nha mấy chị ơi, ai lấy chốt cho em mã vàng nha. Đẹp lắm, Yến Hồng lên thông tin cho chị luôn nha cưng. Rồi qua mẫu đi mấy chế ơi. Rồi em qua cái mẫu này nha. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị nha. Rất là đẹp luôn. Trời ơi cưng quá mấy chị ơi. Em lên tiếp cho mấy chị mã thể thao. Trời ơi đẹp mấy chị, mấy chị lấy thể thao đi. Nãy giờ chưa lên thể thao nè. Em lên mã thể thao nha, mấy chị nhanh tay lên chốt cho em nha, sale cho mấy chị 55.000. Mã xanh chuối thể thao. Đẹp lắm luôn. Em đọc size nha, ai có size lên chốt 4567. 4567 hả? Ừ. Rồi 4567 sale cho mấy chị 50.000 à. Rồi sale 50 luôn, ai lấy nhanh tay lên nè, 4567 50. Rồi size 9 sale mấy chị 60. Đẹp xuất sắc luôn. Bội đẹp nè, có size 6 nè, có size 7 đủ luôn nè mấy chế. Rồi 4, 5, 6, 7, 50 ngàn luôn nha mấy chị. Size 9 em sale 60. Size 9, còn bộ size 9 nè, đẹp lắm. Em đang lên hàng thể thao, đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi chào Ngọc Vân Du Phạm nè. Đẹp lắm mấy chị ơi. Rất là đẹp luôn nha mấy chị. Đẹp lắm luôn nha mấy chị. Nhanh đó, tay lên chốt cho em mã xanh chuối ơi. Bây giờ size 4, 5, 6, 7 hả không? Ừ, 50 ngàn thôi. Rất là đẹp, 4, 5, 6, 7, 50 ngàn mã xanh chuối. Rồi. Ai lấy chốt lẹ cho em luôn nha mấy chị ơi. Em qua mẫu nha, chị có siêu nhân không chị Yến Hồng? Có. Có nha, Yến Hồng có nha. Đẹp quá trời, rồi qua mẫu nha mấy chị. Yến Hồng chia sẻ cho chị đi Yến Hồng nha. Rồi qua mẫu đi mấy chị. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị nè. Đẹp lắm. 55 ngàn. Rồi em sale cho mấy chị 55 ngàn nha. Trời ơi đẹp lắm luôn. Bộ 3D đẹp quá mấy chị ơi. 456. 456. Để coi lại coi đúng không. Đúng rồi. Rồi bây giờ em lên cái bộ 3D nha mấy chị nè. 456 8 4568 em sale 55 ngàn. Chế nào lấy nè. Chốt nè. Có 6 của Yến Hồng luôn. Yến Hồng có nè cưng. Nhanh tay lên chốt cho em mã siêu nhân nhện nha. Siêu nhân nhện. Có 6 của Yến Hồng. Trời ơi đẹp lắm mấy chị. Có 6 của Titi luôn nè. Nếu cưng mà lấy 18 kia nó sale 8 em. Ai lấy chốt em nha. Mã nhện siêu nhân nhện 4568 em đang sale 55 ngàn nha. 9, 10, 12 mấy chị ơi. Sale đại em còn 9, 10, 12 sale 65 ngàn. Rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Ai lấy nhanh tay chốt em mã nhện nha. 55, 65, size đại em còn size 9, size 10 với size 12. Đẹp lắm luôn. Có size 6 Yến Hồng lấy không chốt? Ơ chứ Yến Hồng. Titi lên thông tin cho chị luôn đi cưng. Ai lấy chốt lẹ cho em luôn nha mấy chị. Ai khách mới lên thông tin đầy đủ cho em nha lên cả nhà. Lên thông tin ít nhất đầy đủ cho em mấy chị ơi. Đầy đủ nhất, ít nhất cũng phải có số điện thoại, chút liên lạc, để chút đơn mấy chị. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi nha. Cả nhà mình nhanh tay lên chốt cho em mã nhện rồi, nha. Rồi nhện không lấy qua mẫu mấy chị ơi. Cái bộ siêu nhân này đẹp quá trời luôn. Yến Hồng có size mà không lấy là uổng lắm luôn nha. Qua mẫu. Rồi cái Superman này cũng đẹp lắm nè. 456 nè, 55 ngàn luôn. Rồi bây giờ em lên tiếp mã Superman, siêu nhân Superman nha mấy chị. 456 55 ngàn luôn. Nhanh tay lên chốt cho em mấy chị. Đẹp lắm luôn. Rồi, mấy chị có tương tác với em là mấy chị chốt hàng giá sỉ nha. Từ vì cái bay này là cái bay mới nên mấy chị cứ vô tương tác cho em đi. Có chia sẻ đầy đủ điều kiện là mấy chị chốt hàng cho em thoải mái luôn. Rồi ai lấy chốt em mã xanh Superman.
mã xanh, có size 6 nè, có size 6 yến hồng. Yến hồng có size 6 của Titi luôn. Đẹp lắm luôn. Rất là đẹp luôn mấy chị. Superman kèm size nè, em đang lên siêu nhân nè, mấy chế hỏi siêu nhân lên siêu nhân nè nha. Có 55.000 thôi. Bộ siêu nhân Superman kèm size cho em luôn, đẹp lắm. Ai lấy chốt em siêu nhân. Đẹp quá trời đẹp luôn á. Titi thiếu số điện thoại, Titi chưa có cho chị điện thoại. Titi ơi nha, kèm điện thoại cho chị luôn đi em. Rồi qua mẫu nha mấy chị. Rồi qua mẫu mấy chị ơi. Rồi bây giờ em lên tiếp bộ khủng long. Bên kia còn 6 nhiều. Còn nữa đây. Còn. Còn. Rồi qua mẫu mấy chị ơi. Rồi bây giờ em lên bộ siêu nhân nha. Em lên bộ này đẹp nè mấy chế. Rồi ok em. Trời rồi ơi. Bây giờ em lên tiếp bộ Batman nè. Trời ơi, ui, đẹp xuất sắc luôn. 55.000 cho mấy chị luôn. Rồi bây giờ ai có size lên chốt cho em nha. 456 55.000 bộ Batman xám. Trời ơi, đẹp chưa? Mấy bộ này mấy chị không có cần là phải chê chỗ nào hết trơn, nó xịn sò lắm luôn á. 456 55.000. Ai lấy chốt cho em nha. Mã xám Batman mã xám. Siêu đẹp luôn. Yến hồng mã xám rồi có luôn nè. Có cho yến hồng luôn nè. 55k thôi. 55.000 cho mấy chị nè. Mấy nha mấy chị ơi. Mã xám size 6 nhớ kèm size nha yến hồng. Rồi, qua mẫu. Ai lấy chốt xám cho em. Xám Batman mấy chị ơi, bộ đẹp quá. Size đại ai lấy mấy chị ơi. Em đọc size đại cho mấy chị nè. Size đại 9 10 11 12 13 nha, xám 7.000 ở 65.000 thôi. 9, 10, 11, 12, 13, 65.000. Nhí có 55.000, đại 65.000 luôn. Bộ này còn 6 nè, của chị Ánh Nguyệt có lấy không chứ? Đẹp quá mấy chị ơi. Rồi, qua mẫu mấy chị ơi. Rồi, chốt là Yến Hồng rồi nha, Yến Hồng. Yến Hồng có rồi chị ơi. Bộ xám người Batman Yến Hồng có 17kg. Rồi, bây giờ em lên thêm một mã nữa cho mấy chị nè. Trời ơi, đẹp trời, quá. Trời, Superman đẹp quá. Rồi Superman kèm size cho em luôn, mã xanh. Ai lấy bộ này chốt cho em mã xanh nha. Siêu nhân Superman. Đẹp lắm mấy chị ơi. Nhanh tay lên chốt cho em mã xanh. 456 456, chị nào có size lên chốt nha. 55.000 luôn. 456. Trời ơi, bộ này đẹp. Bộ này ngầu quá. Bộ đẹp nè mấy chị. Bộ này ngầu quá trời luôn. Yến Hồng lên chốt bộ này nữa đi Yến Hồng. Trời ơi, đẹp lắm mấy chị ơi. Ai có sai chốt em nha. Bây giờ em còn 456 mã xanh. Mã xanh 17kg. Đẹp xuất sắc luôn. 17kg còn bộ duy nhất á chị. Sai 6 á. Còn có bộ à, ai lấy đi. Mấy chị nào có sai thì vô chốt cho em nha. Sắp hết rồi mấy chị ơi. 456. Ai có sai lên chốt. Hồng còn cái bộ này nữa nè Hồng. Ngầu quá mấy chị ơi. Rồi qua mẫu nha. Em sale có 55.000 cho mấy chị. Rồi qua mẫu mấy chị. Siêu nhân đó. Ai lấy siêu nhân thì nhanh tay lên. Rồi qua mẫu. Rồi qua mẫu mới chứ. Rồi bây giờ em lên mã cá mập mấy chị. Đẹp quá. Trời bộ đẹp. Bộ ngầu. Rồi cá mập cho em luôn. Rất là đẹp luôn. Ai lấy chốt cho em mã cá mập nha. Sale cho mấy chị 55.000. Đẹp xuất sắc luôn. 3D nha. Khung lạnh 3D cá mập. Đủ không? Đủ á. 4, 5, 6, 7, 8 55.000. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 67.000 luôn. Trời ơi đẹp quá mấy chị ơi. Nhanh tay lên chốt lại cho em luôn nè. Size nhí 55, size đại 67. Tới size 14 luôn nha mấy chị ơi. Rất là đẹp luôn. 4, 5, 6, 7, 8, 55.000. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 67.000 cho em luôn. Đẹp xuất sắc luôn. Mã cá mập. Rồi chị nào lấy chốt em bộ 3D này nha mấy chị. Cá mập kèm size. Rồi qua mẫu mấy chế ơi. Rồi lên thêm một bộ này nữa đẹp lắm luôn. Rất là đẹp luôn. Bộ 43. 43. Rồi mã xanh. Trời ơi bộ xuất game đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Đây cưng chưa. Mã xanh kèm size cho em luôn. Mã này ngầu nè mấy chị. 55.000 cho mấy chế luôn nha. Size nhí 4, 5, 6, 7, 8, 55.000. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 67.000.
9, 10, 11, 12, 13, 14, size đại, size 67, size nhí, size 55. Lớn nhất tới 40kg luôn á. Rồi, mã xanh đó chị, mã xanh, bộ sức kem xanh đẹp quá trời luôn. Mấy cái hàng này là mấy chị không có chê được cái chỗ nào hết trơn á, mấy cái hàng kỳ này em về đẹp quá trời luôn. Nha, rất là đẹp luôn, ai lấy chốt mã xanh cho em nha, mã này từ 10kg cho tới 40kg luôn nha mấy chị. Ôi, đẹp lắm luôn, bộ 3D. Bộ này ngầu lắm luôn mấy chị, bộ sức kem xanh nè, đẹp quá trời luôn. Rồi qua mẫu nha, ai lấy chốt em mã xanh, mã xanh kèm size. Rồi bây giờ em lên tiếp mã thể thao. Ồ đẹp lắm. 50. Trời ơi đẹp lắm luôn. Ai lấy mã này chốt cho em mã ni cam nha mấy chị. Đây đẹp lắm luôn. Xe cho mấy chị 50 ngàn luôn. 4, 5, 6, 50 ngàn. Rồi chị nào lấy chốt cho em nha. 50 ngàn. 4, 5, 6. 4, 5, 6, 50 ngàn. Cho em coi bộ xanh lại nha chị. Bộ xanh xuất kem. Ok. 4, 5, 6, 50 ngàn mã cam. Ai lấy chốt em mã cam 50 ngàn. Rồi xe đại bộ cam này có xe 10 với 12 mấy chị. Xe 10 với 12 là em xe mấy chị 60 nha. Xe 10 là tầm 27-28kg. Xe 12 là tầm 30-33kg. 60 ngàn thôi. Rồi chế nào lấy chốt em mã ni nha. Mã ni cam. Rồi lên lại bộ xanh cho TT chốt nha. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Cái bộ xuất game này ngầu lắm luôn. Cái bộ này ngầu lắm. Đẹp lắm luôn. Rồi lấy chốt cho chị mã xanh 55.000 mã xanh. Ai lấy cái mã này chốt cho em đi. Từ 10kg tới 40kg nha. Mấy bộ 3D này là 10kg tới 40kg. Bộ ngầu nè. Ngầu lắm luôn. Đẹp lắm luôn á mấy chị. Có size vô chốt cho em nha. Không ở đâu có bán giá này đâu. Em nói thật luôn á. Giá này là em bán ngồi lấy lại tương tác cho mấy chị nha. Không có lời đâu. Không có lời gì hết trơn á. Bộ này mấy chị ít nhất phải mua 70-75.000. Rồi qua mẫu đi. Rồi qua mẫu nha mấy chị. Rồi bây giờ em lên cái bộ này cho mấy chị nè. Trời ơi đẹp quá. Bộ nào cũng đẹp hết trơn. Rồi đẹp nè mấy chị. Rồi Doraemon. Trời đẹp lắm. Rồi cưng quá à. Xe cho mấy chị 55 ngàn nha. 4, 5, 6, 55 ngàn. Em rồi. Đang lên 3D hoạt hình. Rồi lấy Pokemon thôi mấy chị. 4, 5, 6 à. Trời ơi cưng quá. Rồi 4, 5, 6, 55 ngàn. Ai lấy chốt em Pokemon nha. Pokemon, bộ vàng Pokemon nè. Ai lấy mã này chốt em mã vàng đi mấy chị. Mã vàng kèm size 55.000 luôn. 4, 5, 6. Đẹp quá à mấy chị ơi. Có size không lấy là hết nha cả nhà. Rồi ai lấy mã này chốt em mã vàng 4, 5, 6. Có 55.000 thôi. Đẹp xuất sắc luôn. Ánh Hồng mấy cái bộ này đẹp quá. Ánh Hồng còn coi like không vậy? Ánh Hồng lên thông tin luôn nha. Ánh Hồng, Ánh Hồng chưa có thông tin luôn nha Ánh Hồng ơi. Rồi qua mẫu nha mấy chị. Em lên thêm một mẫu này nữa cho mấy chị nè. Đẹp. Luôn. Rồi em lên tiếp thể thao. Ai lấy mã này chốt em mã đỏ kèm size nha mấy chị. Mã đỏ. Mã đỏ này em sale cho mấy chị 50 luôn ha. 50. Rồi 50. Rồi sale 50 luôn cho mấy chị nè. Trời ơi nó đẹp chưa. Chế nào lấy nhanh tay chốt cho em 50.000 luôn. Mã đỏ Adidas cho em. Cái bộ này mấy chị mua là mấy chị nhận hàng là mấy chị thích liền luôn á nha. Hàng khung lạnh bên em là hàng cao cấp, nó không phải hàng thường nha mấy chế. Rồi chế nào lấy chốt em mã đỏ nhí 50 đại 65. Rồi qua mẫu nha cả nhà mình. Rồi lên tiếp cho mấy chị bộ khủng long này. Chế nào chưa lấy nhanh tay chốt cho em nha. Cưng quá à. Rất là đẹp luôn. 55-67. Nhí 55 đại 67 dung trần. Pokemon size 5. Rồi Pokemon size 5 cho dung trần luôn. Đẹp lắm luôn mấy chị. Có. Rồi chốt là dung trần rồi nha em. 55.000 Pokemon hoạt hình đẹp. Khủng long nè, ai lấy nữa mấy chị. Rất là đẹp. Rồi chế nào lấy chốt lẹ cho em luôn nha mấy chế ơi. Khủng long nè, có ai chưa lấy khủng long chốt cho em mã khủng long nha. Khủng long nhí 55 đại 67.000. 55-67.000 khủng long cho em luôn.
đẹp xuất sắc luôn. Khủng long có size 5 nè, chị Dung lấy không? Dung Trần có lấy khủng long không? Dung Trần lấy khủng long chưa vậy? Em lấy cái bộ này chưa? Mỗi bộ này đẹp lắm. Bộ này rất là đẹp luôn á. Rồi qua mẫu chứ. Rồi lên tiếp cho mấy chị nha. Rồi, đẹp quá anh này nữa. À, lấy bộ này đi, đẹp lắm luôn. Rồi bây giờ lên bộ Doraemon. Đẹp quá mấy chị ơi, mấy bộ này hoạt hình đẹp không à. 458 458 sale cho mấy chị 55 ngàn luôn. 458 55, ai lấy chốt cho em Doraemon nè. Bộ xanh Doraemon đẹp không? Xuất sắc quá. Dung Trần lấy mã này chưa cưng? 458 55 ngàn luôn, đẹp lắm luôn mấy chị ơi, bộ nào cũng muốn hết. Rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi. Rất là đẹp, nhanh tay lên nha mấy chị ơi, 458 nha. 458. Ừ. 458 55 ngàn, lên đầm đi cô Quỳnh Ngọc Yến. Rồi đầm hả? Đầm Yến nãy hả? Chốt có một cái là đi đầm. Rồi, để lên thêm cái nữa cho em. Rồi qua mẫu nha mấy chị ơi, qua mẫu nha. Rất là đẹp luôn mấy chị ơi. 27kg vừa không ạ, à, Khả Triều. Khả Triều thì cứ đọc sai cho Khả Triều đi. 27kg hả? 27kg chị lấy size 9 đi, 9-10 cũng được. Em có từ 10kg tới 40kg lận. Chị muốn lấy cho. Bây giờ size 9 là em 2 size 9 của bên em là 26 27 kg, size 10 là 27 28 kg. Đó, chị muốn lấy size 9 hay 10 gì cũng được đó, em lên mẫu cho chị lấy. Rất là đẹp luôn nha. Em có 40 kg lận nên em bạn. Rất là đẹp luôn, chế nào lấy mã nè. Chị lên cho Ngọc Yến là lấy chốt luôn nha, đẹp lắm luôn. Rồi, mèo Kitty, trời ơi, cái đầm đẹp lắm luôn nè. Nhanh tay lên chốt đi, sale 60 luôn. Cái mèo Kitty đẹp nè mấy chị ơi, 10kg cho tới 25kg, sale 60, 25kg tới 40kg, sale 70 luôn. Rồi đầm bé gái em có tới 40kg nha, cả nhà mình ơi, đẹp lắm luôn, lấy chốt cho chị luôn nè, Yến ơi, lấy chốt cho cô luôn đi. Đầm đẹp lắm luôn mấy chị, bộ này cái đầm này xuất sắc luôn, sale cho mấy chị size nhí 60, size đại 70 nha. Cái đầm mèo Kitty 15kg. Có luôn. Rồi chốt cho con rồi nha, 15kg. Khả Chiều chị lấy size 7 hay size ta, chị lấy size 9 hay size 10, em lên cho chị cho. Size 9 là 26 27kg, size 10 là 27 28kg. Đó, bây giờ chị muốn lấy size mấy thì em lên cái mẫu đó, em lên cái size đúng cái size cho chị lấy luôn. Đẹp lắm luôn á. Cho chị chọn luôn. Rồi nhanh tay lên nha mấy chị, ai lấy đầm comment đầm cho em đi nha. Đầm kèm size mấy chị, đầm em có tới 40kg luôn, đầm bé gái á, đẹp lắm. Rất là đẹp luôn. Khả Chiều nè, em thích mẫu nào cưng, thích mẫu nào chị lên cho em nè. Một là size 9, mà hai là size 10, em muốn lấy size nào cũng được hết. Rất là đẹp luôn, để lên mẫu nào có size 9, size 10 đi. Ai lấy đầm nữa nhanh tay lên nha mấy chị, em lên thêm một cái mẫu nữa cho mấy chị nè. Trời đẹp lắm. Không à. Trời đẹp. Ôi cưng quá mấy chị ơi. Rồi. Chuột Mickey nha mấy chị ơi, chuột Mickey nha. Nhí 60 đại 70 luôn. Mấy cái đầm này là bé gái 10 kg tới 40 kg nha mấy chị, 10 kg tới 40 kg. Rồi đẹp quá. Rồi chế nào lấy chốt cho em nè, đầm bé gái, đầm bé gái. Mickey nha, ai lấy cái đầm này comment cho em nha, Mickey kèm size. Mickey kèm size nhí, size nhí 60, size đại 70 luôn, 10kg tới 40kg. Đẹp lắm luôn mấy chị nha. Cái tay đĩa thương lắm luôn á mấy chế ơi. Ôi kỳ này về cái đầm này đẹp lắm luôn á. Chế nào lấy chốt cho em nha. Chuột Mickey kèm size cho em luôn, nhí 60, đại 70 luôn. Rồi qua mẫu nha cả nhà. Rồi bây giờ em lên cái bộ Midian nè mấy chị. Cái này sắc nách nè. Trời ơi cưng quá luôn. Rồi bây giờ em lên bộ 3D sắc nách Midian nha. 45 45 hả? Ừ. 45 50 ngàn, ai lấy chốt cho em nha. Đẹp xuất sắc luôn mấy chị ơi. Midian kìa. Bộ Midian này có size 5 của Dung Trần nè. Còn coi like không cưng. Rồi size 4 với size 5 em sale 50 ngàn.
Rồi size 9, 10, 11, 9, 10, 11, 65 ngàn. Có chơi 9 size 10 của chị Khải Triều. Khải Triều luôn nè. 9, 10, 11, size 65. 65 ngàn à. Rồi nhí 55 đại 65 luôn mấy chị. Ai lấy chốt cho em nhí 50 đại 65. Rồi ai lấy chốt cho em medium đi mấy chế. Ôi đẹp quá, mấy bộ hoạt hình này đẹp lắm luôn. Rồi có size 9, size 10 của chị Khải Trần nè, 27kg nè. Khải Triều. Khải Triều. Ừ. Rồi nhanh tay lên nha mấy chị ơi, nhí em sale có 50 à, đại sale cho mấy chị 65 luôn. Ai lấy chốt cho em bộ 3D hoạt hình đẹp lắm. 3D hoạt hình. Rồi qua mẫu mấy chị ơi, lên mẫu này nè. Rồi bây giờ em lên cái bộ này cho mấy chị nha. Lên thể thao nha mấy chị, giờ em qua thể thao nha. Rồi bây giờ em lên cái bộ thể thao đẹp quá. Rồi ai lấy mã này chốt em mã xanh nha, ai đá xanh. Em lên hàng thể thao, thun lạnh thể thao. Sale 50 ngàn cho mấy chị luôn. Sale 50 ngàn, em đọc sai nha. 4, 5, 6, 7, 8, 50. 50 ngàn. 9, 10, 11, 12, 65 ngàn. Rồi, ai lấy chốt lại cho em. Nhí 50, đại 60. Bộ này có 5. 9, có 10 luôn nè. 9, 10 của chị Khải Triều luôn nè. Khải Triều, đẹp quá mấy chị ơi. Nha mấy chị, nhanh tay lên chốt cho em. 4, 5, 6, 7, 8, 50 ngàn. 9, 10, 11, 12, 65 ngàn. Rồi chế nào lấy chốt em mã xanh Adidas nha mấy chị. Mã xanh Adidas. Trời ơi đẹp quá mấy chị ơi. Nha. Em đang lên cái dạng thể thao á, thun lạnh thể thao mấy chị, có quần nè, đẹp lắm luôn. Rất là đẹp. Rồi qua mẫu nha mấy chị. Cổ viền, cổ Adidas viền đẹp quá mấy chị ơi. Rồi 50 65 nha mấy chị, nhí 50 đại 65. Chế nào lấy chốt cho em mã xanh Adidas, mã xanh kèm size 50 65. Rồi qua mẫu luôn đi. Rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ em lên cái bộ ni cam này cho mấy chị nè. Đẹp lắm luôn á mấy chế ơi. Bộ Dior cam nha. Xuất sắc luôn. Chế nào lấy chốt em mã cam nha. 50 ngàn cho mấy chị luôn. 4, 5, 8, 50 ngàn. 9, 10, 11, 12, 65 ngàn. Ủa đẹp lắm. Rồi chế nào lấy chốt em mã cam. Mã cam kèm size mấy chị 50 nhí 65 đại. Rồi ai lấy chốt em cam nha. Ai lấy chốt em mã cam. Đẹp lắm luôn cả nhà ơi. Siêu đẹp luôn. Dạng thể thao nha mấy chị nha. Cái hàng thun lạnh thể thao đẹp lắm luôn mấy chị. 50 65 nhí sale 50 đại sale 65. Rồi ai lấy chốt em mã cam nha. Rồi em lên cái bộ này cho mấy chị nào đẹp quá à. Rồi cái mã robot nè. Robot là cái này. Rất là đẹp luôn. Robot là cái nào? Robot nha, cái gì? Yeah. Ừ, bên đây. Rồi qua mẫu mấy chị ơi. Robot kèm size cho em luôn. 55 ngàn cho mấy chị luôn, nhí 55 nha. Rồi robot em đọc size nha mấy chị. 4, 5, 6, 7, 8 nha. Sale 55 ngàn, 9, 10, 11, 12, 13, 14 luôn, tới 40kg luôn. Sale lớn sale 65, 67 ngàn. 55, 67, trời ơi đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Chị nào có size lên chốt cho em nào, robot kèm size nha. Bộ này có 9, 10 của Khải Triều nè. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Chế nào lấy cứ nhanh tay chốt trên like đi, không bao giờ mà có cái giá này đâu mấy chị. Rất là đẹp luôn. Em sale cực rẻ cho mấy chị lấy lại tương tác. Nên mấy chế nào không lấy là uổng lắm luôn. Cái chế nào không vô tương tác với em là uổng lắm luôn nha mấy chị. Bộ này ngầu ghê. Đẹp lắm. Rồi nhí 55 đại 67 ngàn. Chị nào lấy chốt cho em mã robot nha. Robot. Rồi mấy chế có lấy thêm gì nữa không mấy chị? Mấy chị có lấy thêm gì không? Nãy giờ mấy chị lấy hàng nè. Có lấy thêm gì không? Comment lên cho em đi. Xe 35 ngàn là lấy không? Rồi bây giờ nãy giờ ai lấy hàng, lấy đồ, bây giờ lấy nón nha. Em sale cho mấy chị cái nón trắng Burberry nè, 35 ngàn. 2 tuổi cho tới 5 tuổi. 6 tuổi, ok. 2 tuổi cho tới 6 tuổi nha. 2 tuổi tới 6 tuổi, robot 35, 30 với 16 còn không? Đủ. Rồi ok, Mai Trinh nha, Mai Trinh. Rồi chị chốt cho Mai Trinh rồi nha cưng. 3 bộ. Rồi 2 tuổi tới 6 tuổi. Ai lấy chốt cho em đi cái nón trắng Burberry nè. Em sale cho mấy chị có 35 ngàn, còn có mấy cái à. Sale rẻ luôn, 35 ngàn nón Burberry. Đẹp quá. Rồi ok chị. Ok Mai Trinh nha.
Rồi chị Mai Trinh lấy thêm gì nữa không? Trinh có lấy thêm gì không Trinh? Đẹp quá mấy chị ơi. Nè, mỗi này tôi Trinh lấy chưa? Trinh lấy khủng long chưa để lên mẫu đây. Rồi ai lấy nón, em còn có 3 cái nè mấy chị. Còn có 3 cái nón Burberry trắng 2 tuổi tới 6 tuổi nha. Sale 35.000. Trinh lấy mẫu này chưa Trinh? Đẹp quá à. Mai Trinh nè. Em lấy khủng long chưa? Rất là đẹp luôn. Chế nào lấy chốt em mã khủng long nha. Nhí 55 đại 67. Đủ size luôn nha, khủng long đủ size luôn mấy chị ơi. 10kg tới 40kg luôn. 4, 5, 6, 7, 8 luôn. Rất là đẹp luôn. 4, 5, 6, 7, 8 3D hoạt hình nè mấy chị. Ủa bộ ngầu quá trời luôn. Đẹp lắm luôn á. Rồi Trinh có lấy mẫu này không? Lấy mẫu này chốt mấy chị khủng long nha. Khủng long, khủng long kềm size cho em nha mấy chị. Đủ rồi cho ba bé luôn. Rồi cái mã này đủ cho Mai Trinh nè. Mai Trinh ơi đẹp quá à Trinh. Hốt bộ này luôn đi. Xuất sắc lắm luôn. Lấy cho ba bé đi. Giờ còn nè để hốt á. Mấy chị muốn lấy ba bé mà mấy cùa. Mấy chị lấy sớm sớm á để nó hốt. Rồi bây giờ em lên tiếp Million nè. Rồi Million kèm size cho em luôn. Nhí 55 đại 67. Nhí 55 đại 67. Rồi lấy khủng long cho Mai Trinh luôn đi. Ok. Ba size của bé. Rồi, giữ 26 bộ cho chị luôn. Đẹp lắm luôn. Không lấy là hết á Trinh ơi, đẹp lắm bộ đó đẹp lắm. Rồi Trinh có chia sẻ luôn. Ba bộ luôn ha. Chút ghi giá. Đẹp lắm luôn. Chế nào lấy mã này chốt cho em Million nha. Million mã vàng nè, mã vàng kèm size luôn. Nhí 55 đại 67 luôn mấy chị. Đẹp quá à. Mấy bộ này là siêu đẹp luôn á. Biết Trinh lấy bữa có lấy bộ này chưa ta. Rồi ai lấy chốt em mã vàng. Mã vàng nha mấy chị. Mã này mã vàng cho em luôn. 55-67. Rồi em qua mẫu nha mấy chế. Qua mẫu nha. Rồi lấy cho Yến Hồng mã vàng đi, mã vàng. Sao mấy? 17kg, Yến Hồng size 6. Có luôn. Rồi chốt với Yến Hồng nha. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Rồi chị chốt với Yến Hồng rồi. Đẹp, mấy bộ này bộ nào cũng đẹp. Có lấy bộ Million này luôn không Yến Hồng? Gì Yến Hồng? Yến Hồng lấy Million này nè. Ừ. 55.000 lấy đi, size 7. Ừ. Rồi nhanh tay lên nha mấy chị. Đẹp lắm luôn. 17kg. Rồi quá mạnh. Mã vàng này của Trinh còn không? Trinh hả? 3 bộ á. Còn. Rồi chốt cho Mai Trinh mã vàng luôn. Rồi thêm 9 bộ. Đẹp quá mấy chị ơi nha. Nhí 55 đại 67 cho em luôn mấy chị. Nhí 55 đại 67 ngàn cho mấy chị trên like luôn mấy chị. Rất là đẹp luôn. Mấy chị có chia sẻ là mấy chị cho có tương tác với em là mấy chị sẽ chốt hàng giá sỉ á. Ba bộ cho nè, ba bộ vàng Million nè. Rồi chế nào lấy nữa nhanh tay chốt cho em nha mấy chị. Em qua mẫu nha, em qua mẫu nha. Mấy bộ đẹp quá mấy chị ơi. Rồi qua mẫu đi mấy chị. Đẹp. Mẫu này cũng đẹp nè. Rồi bây giờ em lên cô tông nha. Em lên hàng cô tông sát mắt nè mấy chị. Cô tông sát mắt nha. Nhỏ bên kia. Trời ơi, cực kỳ đẹp luôn. Nhí em sale cho mấy chị là 41.000 nha. Nếu trùng bỏ ra giùm em nha shop Mai Trinh. Ủa Mai Trinh đơn Mai Trinh. Rồi ok Mai Trinh nha cưng. Đẹp quá trời luôn. Rồi chế nào lấy chốt cho em nè mấy chị nha. Mã cam, mã cam 4, 5, 6, 7, 8. 41.000, em đang lên cô tông nè. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 52.000. Rồi 10kg tới 25, 8kg tới 25kg mấy chị ơi. 8kg tới 25kg sale 41.000. 25kg cho tới 40kg sale 52.000. Ồ đẹp lắm luôn. Ai lấy cô tông nhanh tay lên chốt cho em nha mấy chị. Chị nào nãy giờ chưa có lấy hàng cô tông nè, em đang lên bộ cô tông đẹp lắm luôn. Mã cam, ai lấy chốt em mã cam. Xuất sắc lắm luôn. Rồi chế nào lấy chốt lại cho em mã cam nha mấy chị. Mã cam kèm size nè. Ôi cưng quá mấy chế ơi.
41.000, 53, 52.000 size đại nha. Size 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cam size 5 cho ánh nhung. Có luôn. Có cho ánh nhung luôn nè, ánh nhung. Ánh nhung mới dường. Chia sẻ cho chị đi ánh nhung ơi. Rồi ánh nhung 41.000 cho 41.000 cho ánh nhung nha. Trời ơi, bộ đẹp lắm luôn á. Rồi chế nào lấy cam, chút cam nha. Ừ. Rất là đẹp luôn. Rồi qua mẫu với chị ơi. 8kg tới 40kg luôn mấy chị. 55, ấy à quên, 41, 52 nha mấy chị. Size đại em sale có 52.000 nè mấy chị. Đẹp quá. Rất là đẹp luôn. Rồi lên thêm một mã vàng nữa nè. Trời ơi đẹp lắm mấy chị ơi. Cô tông nha, cô tông đẹp lắm. Rồi nhanh tay chốt em mã vàng. Nhí 41.000 luôn cho mấy chị luôn. Đại 52.000, 8kg tới 40kg. Mấy mã này là từ 8kg tới 40kg nha mấy chị. Rồi chế nào lấy chốt em vàng luôn. Vàng khủng long mấy chế ơi, bộ đẹp quá. Đẹp quá trời luôn. Rồi nhanh tay lên nha cả nhà ơi. Nhí 41.000 à. Đại có 52.000, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 52. Đẹp quá trời đẹp. Rồi chế nào lấy chốt em mã vàng. Vàng khủng long ơi, cưng quá. Rồi ánh nhung vàng 5 luôn. Xuất sắc lắm luôn. Rồi ánh nhung có luôn, 5 cho ánh nhung. 41.000, đẹp lắm luôn. Rồi ok, ánh nhung nè, ánh nhung có chia sẻ rồi. Đẹp quá mấy chị. Rồi chế nào lấy nữa, nhanh tay lên nha. Mã vàng cho em luôn. Trời ơi, bộ toàn đẹp không à cả nhà. Chế ơi. Lên cho ánh nhung chốt nè. Rồi bây giờ lên thêm một mã nữa nha mấy chế ơi. Đẹp lắm luôn. Đây, cưng chưa? Mã xanh này Nhung ơi, đẹp xuất sắc luôn. Mã xanh kèm size cho em luôn. Ai lấy chốt cho em mã xanh Sonic nha. Em đang lên hàng cô tông nha mấy chị. Hàng này là hàng cô tông. 10kg tới 40kg luôn á mấy chế. 10kg tới 40kg. Đẹp lắm. Chị nào lấy cô tông nhanh tay lên nha. Bộ xanh Sonic kèm size cho em luôn nha. Mã xanh. Đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi 41.000 mấy chị ơi. Size nhỏ 41, size lớn 52. Rồi nhí 41 đại 52 mấy chị ơi. Nhí 41 đại 52.000 luôn. Ai lấy chốt em xanh kèm size nha. Qua mẫu nha mấy chị. Rồi mã xanh size 5 cho ánh nhung luôn. Ai có lấy size đại comment lên cho em đi mấy chị ơi. Size đại có 52.000 à. Size nhí em sale có 41.000 à cả nhà ơi. Rồi bây giờ lên thêm một mã nữa nha. Đẹp lắm mấy chị. Ôi cưng quá à. Bộ đỏ nữa nè. Bộ Buma đỏ. Đẹp không à. Rồi đỏ nữa này nha mấy chế ơi. Ai lấy nhanh tay lên mấy chị. Nhí 41.000 thôi. 4, 5, 6, 7, 8 là tầm 8kg tới 25kg. Em sale có 41.000. Đẹp lắm luôn. Bộ này không đẹp hết mấy chế. Bộ đẹp. Mấy bộ này toàn là đẹp không. Buma. Rồi ai lấy chốt em mã đỏ Buma nè mấy chị. Đỏ Buma nè. Cam vàng xanh đỏ luôn đi ánh nhung ơi. Rồi qua mẫu nha mấy chị ơi. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ai lấy size đại nhanh tay chốt cho em đi. Có 52.000. Rồi size 5 cho ánh nhung luôn, bỏ giữa bọc. Có cho nhung luôn rồi nha ánh nhung. Cưng quá à mấy chị. Mấy chế nào vô sao nè nha. Mấy chế nào vô sao nè. Chốt cái bộ cô tông này đi để hot á. Đẹp lắm. Chị lên rồi á, mà giờ lên lại cho ánh nhung á. Chứ lên này này lên thật sớm. Rồi mã nhện xanh luôn. Nhện xanh lấy cho ánh nhung chốt luôn nè. Ai lấy chốt cho em mã nhện xanh. Đẹp lắm nè mấy chị ơi. Bộ đẹp. Bộ mấy bộ đây toàn là mẫu nào mới về. Mẫu nào cũng đẹp hết trơn á. Nhí 41.000 luôn. Đại 52.000. Ai lấy chốt em mã nhện xanh. Đây đẹp lắm luôn. Chế nào lấy nhanh tay lên nha. Hàng cô tông đẹp lắm mấy chị. Sắc lách cô tông nè. Đẹp xuất sắc luôn.
Rồi chị nào lấy trước em mã nhện xanh nha. 10 cái 8 kg tới 40 kg nè, mấy chế nào có size lên trước. Rồi chế nào lấy trước em nhện xanh. Rất là đẹp luôn. Có xe đại mấy chị, xe đại 9, 10, 11, 12, 13, 14 luôn. Rồi nhện xanh cho ánh nhung nè. Bộ đẹp ghê. Nó rẻ quá. Rẻ lắm mấy chị ơi. Ngồi đây bán chơi á. Ngồi đây bán chơi á mấy chị. Rồi đây bán lý tương tác á nha. Mấy chị cả nhà mua, cả nhà mua hàng bên em rồi là biết rồi á. Mấy cái bay này em bán em lấy lại tương tác thôi. Cái này ưu tiên cho ánh nhung nè. Ánh nhung mới vô sao nè. Nãy giờ mấy cái mẫu này chị lên hết trơn rồi. Lên từ sớm nè. Rồi cái bộ đá xanh nữa nè ánh nhung. Đẹp lắm luôn. Rồi cái bộ đá xanh cưng chưa? Cái bộ nào cũng đẹp hết trơn á. Đá xanh Nhung ơi. Rồi chế nào lấy cô tông chốt luôn cho em luôn đi mấy chị nha. Ai lấy cô tông chốt luôn cho em đi nè. Đẹp quá. Rồi lấy bộ đá xanh này luôn đi Nhung. 41, 53 ngàn, 52 ngàn à, mấy chị ơi. Đẹp quá luôn. Rồi hốt luôn bộ đá xanh nha. Lấy chốt cho chị mã đá xanh luôn. Mã ai đá xanh nè. Coi cưng chưa. Bộ nào cũng đẹp hết trơn. Rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi. Chế nào lấy chốt lại cho em luôn nha. Mã đá xanh. Nhung ơi lấy đá xanh nè Nhung. Rồi qua mẫu nha mấy chị ơi. Rồi Nhung có lấy thêm gì nữa không em? Có lấy thêm gì nữa không? Có lấy thêm gì nữa không? Comment lên cho chị luôn đi. Có lấy lá xanh luôn, lấy chẳng luôn. Xúc sắc quá mấy mẫu này được không? Rồi bây giờ lên thêm cái bộ này nữa nè nha mấy chế ơi. Đẹp quá luôn. Rồi cái bộ sút gen này đẹp quá trời luôn. Cưng chưa? Rồi lấy chốt cho chị luôn nè Nhung. Đẹp xuất sắc luôn nha cả nhà. Mấy cái mã này từ 8kg tới 40kg nè mấy chị. Rồi ai lấy mã này chốt cho em đi mấy chị ơi. Bộ sút gen đỏ đi. Mã đỏ đi mấy chị. Cưng quá. 41.000, 41.000 mấy chị ơi, nhanh tay lên chốt cho em nha. Ai lấy chốt lại cho em luôn, bộ cô tông này có 8kg cho tới 40kg mấy chị, 8kg tới 40kg. Nhí 41.000, đại 52.000, bộ đẹp quá Nhung lấy chốt luôn cưng. Bộ xanh đen đi, xuất sắc quá. Rồi, chế nào lấy chốt lại cho em luôn mấy chế yêu ơi. Em đang lên hàng cô tông nè. Rồi qua mẫu nha mấy chị. Rồi còn ai lấy thêm gì nữa không mấy chị ơi? Còn ai lấy thêm nữa không? Ánh Nhung có lấy thêm gì nữa không em? Có lấy thêm thì cứ comment lên cho chị nha. Có lấy thêm gì comment lên. Đẹp quá. Rồi Nhung có lấy nón không? Có lấy nón không? Còn có mấy cái là sale 35.000 luôn. Đẹp quá à. Rồi cái nón trắng Burberry nè. Sale 35.000 nha mấy chị. 2 tuổi cho tới 6 tuổi 35.000. Đẹp lắm luôn. Còn có 3 cái à. Chế nào lấy chốt cho em đi. Nón 35.000. Nón Burberry nha mấy chị. Đẹp lắm luôn. 35.000. Em còn đúng 3 cái. Rồi chế nào nãy giờ lấy chưa có mua nón á, lấy chốt cho em đi 35.000. Còn đúng 3 cái à mấy chị. 2 tuổi đến 6 tuổi nha mấy chế ơi. Rồi có ai lấy thêm gì comment lên cho em nha mấy chị em nghĩ nha. Có ai lấy thêm gì đúng không?
mấy chế nào lấy thêm gì cứ comment lên cho em đi mấy chế yêu. Có lên mấy cái mẫu đó không? Mấy mẫu đó. Xem bộ này đẹp nè, xem mấy chị à. 39. 40. Rồi bây giờ em lên cái bộ này sale cho mấy chị 40.000 nha. Em lên cái bộ này đẹp lắm mấy chị ơi. Cái này là body suit nè. Rồi sale 40.000, em đọc size cho mấy chế nha. Chế nào có size lên chốt cho em 40. Bộ đẹp lắm luôn, bộ xanh người sắt. Bây giờ em đọc size nha. 3 4 5 6 40.000. Chị nào có size lên chốt cho em đi 40, 3, 4, 5, 6. Coi đẹp lắm á. Rồi có 40 ngàn nha mấy chị. Bộ này là 65 ngàn đó. Em sale 40. Chế nào lấy chốt cho em mã người sắt nha. Bộ người sắt kèm size 40 ngàn. Coi đẹp lắm. Đẹp lắm mấy chị ơi. Cái hàng bộ tiếp xúc này nó đẹp lắm. Rồi 3, 4, 5, 6 nha. Đơn em đi rồi phải không cô Nguyễn Trân? Nguyễn Trân. Ừ. Nguyễn Trân ở Sài Gòn là đi, ở Sài Gòn còn mà ở tỉnh là đi rồi nha. Sài Gòn thì còn, ở tỉnh thì đi rồi nha. Trân ở tỉnh ở Sài Gòn vậy cô quên rồi. Đẹp quá à. 3 4 5 6. Nếu mà ở tỉnh thì đi rồi, ở Sài Gòn thì còn nha. Đẹp quá à. Rồi chế nào lấy chốt cho em nè. 3 4 5 6 em sale cho mấy chị là 40.000 nha, 40.000. Rồi qua mẫu nha, ai lấy chốt cho em nè. Lấy thêm đi chân, lấy thêm đi cưng, đẹp quá. Rồi qua mẫu 40.000 nha, bộ body suit này đẹp lắm luôn. Rồi. Đây để gần cho cả nhà xem nè, có 40, bộ này là 65 á. Rồi qua mẫu. Lấy thêm đi con. 22. Đẹp lắm luôn á. Chân có lấy thêm không ơi, cô lên luôn. Có lấy thêm đúng không? Nếu mà lại không, nếu mà chốt đơn mới thì cô lên. Rồi giờ này ớt rồi nha cả nhà ơi, chào cả nhà nha.